đấu la đại lục phần 4, trung cực đấu la tập cuối tiểu vũ chi thương đường tam trọng sinh thuyết minh tại kênh youtube di các phim chúc các bạn xem video vui vẻ lam hiên vũ chậm rãi đâm ra long thần thương từng vòng từng vòng cửu thải vầng sáng tùy theo dập dờn sau lưng hắn từng vầng sáng lớn ảnh bắt đầu hiển hiện đó là một bức tranh một bức vạn long vẫn giờ hình ảnh trong tấm hình từng đầu cự long bị giết phát ra rên rỉ cùng kêu thảm bức tranh này xuất hiện thời điểm xa xa long kỵ bên trên nhóm đều chịu ảnh hưởng ở giữa liền xuất hiện chấn động kịch liệt đâm ra một thương ánh sáng chín màu trung ương ẩn chứa người hào quang màu đỏ đường tam toàn lực ứng phó thì triển ra vô định phong ba một cái kia cái quầng sáng màu vàng óng vậy mà bắt đầu chấn ngạch vô định phong ba địa phương đáng sợ nhất ở chỗ nó tuyệt đối thành lập tính nói cách khác thần vương thi triển vô định phong ba là không thể nào bị ngăn cản cản cùng phá hư một nhất định sẽ sinh ra trói buộc hiệu quả có thể là lúc này vô định phong ba tại long thần thương ép truy dưới cũng không cách nào rơi vào lam hiên vũ trên thân đây mới là đáng sợ nhất liền huyện có tuyệt đối thành lập tính vô định phong ba đều bị hắn ngăn cản hắn thật không hổ là vũ trụ duy nhất mạnh mẽ long thần gào một lam hiên vũ trong miệng phát ra một tiếng rồng gầm rung trời tiếp theo một cái chớp mắt trong tay hắn long thần thương bỗng nhiên nổ tung muôn vàn đạo cửu thải mũi thương trong tay bắn ra bốn phía ra đèn đuốc rực rỡ long thần bạo hắn này mũi thương càng đem tại hắn cảm giác bên trong có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp thần vương toàn bộ bao phủ ở bên trong hướng bọn hắn tập thể phát ra công kích vì ta xây dựng tiên đế hải long tiếng hét lớn ở bên cạnh hắn cuồng thần lôi tường trong miệng phát ra một tiếng rít gào trầm trầm hắc ám ngưng tụ linh hồn sa đọa mới có thể tự do tỉnh lại đi ngủ say tại dòng máu của ta bên trong vô tận ma lực trên người hắn hồng quang bỗng nhiên đại phóng sau lưng mười hai con cánh chim đột nhiên nhịp động hóa thành đạo hồng sắc thân có thể ngang tàng hướng về phía trước máu hồng thiên sứ những nơi đi qua từng đạo mũi thương diệt vong nhưng hắn tiến lên đến cũng không thuận lợi mỗi cản đi một đạo mũi thương máu hồng thiên sứ liền sẽ rung động xuống phòng đàn âm vang lên lưỡi mác đọc ngựa tiếng đàn vờn quanh phía dưới cuồng thần lôi tường trên người khí tức tùy theo bạo cách thành phố diệp âm trúc trước đó liền phát hiện đàn của hắn khúc đối lam hiền vũ lực khống chế không mạnh cho dù là dùng bách bản vật thật học đối lam hiên vũ ảnh hưởng cũng là phi thường có hạn hiện tại lam hiên vũ tương xứng chi tịch càng là cường đại hơn nhiều mong muốn khống chế lại hắn tự nhiên là khó càng thêm khó thị hàng không chỉ khống chế đối lực như vậy liền tăng chảy phe mình thực lực tốt tại diệp âm trúc phụ trợ phía dưới 12 cánh máu hồng thiên sứ bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ cuồng thần lôi tường đã lực lượng cản đi vượt qua ba phần chi mũi thương tiên đế hải long phảng phất bám vào sau lưng của hắn đi theo hắn cấp tốc tiến lên trong tay kim cô bồng ánh sáng công xây bàn không có đổi lớn lại tại tích lũy lấy khổng lồ tên lực các vị thần vương các hiền thần thông riêng phần mình thi triển ra mạnh mẽ thần kỹ bọn hắn không chỉ muốn đối mặt lam hiên vũ còn phải bảo vệ thật là thần giới không cho thần giới lực lượng bị lam hiên vũ dẫn dắt một phần vạn thần giới bị lam hiên vũ cưỡng ép kéo túm đi qua đồng thời bị hắn mượn tiên linh chi khí vậy hôm nay tràng diện này chỉ sợ cũng khó coi ở tại thần giới bên trong còn có đại lượng thần chỉ một cái không tốt liền sẽ sinh ra phá hoại cực lớn đèn đuốc rực rỡ long thần bạo biến thành mũi thương dồn rợp phá toái 12 cánh máu hồng thiên sứ lực lượng bùng nổ cũng đến phần cuối lôi tường lúc này trong lòng cũng tràn đầy rung động phải biết mặc dù lúc trước hắn tại cùng lam hiên vũ giao thủ thời điểm cảm nhận được đối phương mạnh mẽ nhưng lúc kia hắn còn không có toàn lực ứng phó tự nhận là nếu như toàn lực thi triển năng lực vẫn có thể áp chế đối phương có thể giờ này khác này làm hiền Vũ một thương này đèn đuốc rực rỡ long thần bạo thi triển đi ra, hắn ngăn cản còn không phải toàn bộ, nhưng lao ra mũi thương thời điểm hắn lại cũng có mấy phần kiệt lực cảm giác. Mặc dù mục đích của hắn đã đạt đến, nhưng hắn vẫn là có loại khó chịu cảm giác a. À. Lao ra mũi thương, lôi tường đầu tiên thấy liền là vô định phong ba biến thành một cái kia cái cuồng sáng màu vàng, vàng óng rơi vào Lam Hiên Vũ trên thân, khống chế lại hắn, khiến cho hắn không thể động đậy. Vô định phong ba vẫn là có tác dụng. Lam Hiên Vũ tại bị khống chế trước đó thì triển ra mũi thương, chỉ là vì ngăn cản thần vương nhóm thừa dịp xuân hắn mẫn chỉnh chế thời điểm tới công kích hắn, dùng hắn lực lượng bây giờ, trong thời gian ngắn liền có thể chưa từng định phượng đợt bên trong kiếm nhựa cây ra tới. Có thể là các vị thần vương kinh nghiệm chiến đấu hạng gì phong phú, cuồng thần lôi tường mở đường, cưỡng ép sông phá thương, tại lôi tường sau lưng tiên đế hải long bay lên trời, trong nháy mắt đã đến giữa không trung, trong tay kim cô, bổng thẳng đến Lam Hiên Vũ đi đầu đập xuống. Lần này, Hải Long, nhưng không có hạ thủ lưu tình, bởi vì bọn hắn đều có thể cảm nhận được hiện tại Lam Hiên Vũ vật mạnh mẽ, nhất định phải ngăn chặn hắn, không thể để cho hắn tại Tỉnh Táo trước đó phá họa thần chi vị trí, bằng không liền thần ảo sẽ có phiền toái lớn, mặc dù bọn hắn đều muốn trợ giúp Đường Tam, có thể là tại trái phải rõ ràng trước mặt, thủ hộ đặc biệt túi mới là trọng yếu nhất, đối với điểm này, Đường Tam vô cùng rõ ràng, cho nên hắn mới sẽ dốc toàn lực ứng phó trước khi thi triển chính mình vô định phong ba kim cô bổng tại giữa không trung nhanh như tê chớp vung ra ba bổng trong nháy mắt hạ xuống lôi đình vạn quân đây chính là ngàn cấu phong pháp bên trong tuyệt chiêu phích lịch tam đả ba côn tựa như một côn mang theo vô cùng hung hãn chi thế trong nháy mắt hạ xuống bị khống chế lại làm hiên vũ chữ căn bản không có ngăn cản khả năng rầm 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 kim cô bổng hạng gì uy năng ba côn hạ xuống toàn bộ hung hăng nện ở lam hiên vũ trên thân lập tức cắt ngang hắn phác họa thần chi hoa văn hải long vẫn là hạ thủ lưu tình không có công kích lam hiên vũ đầu kim cô bổng rơi vào lam hiên vũ trên bờ vai trầm trọng kim cô bổng nện đến lam hiên vũ nơi bà vai long lân văng khắp nơi luận lực bộc phát tại toàn bộ thần giới bên trong hải long được có thể nói là thủ khuất chỉ có thể là này ba nâng hạ xuống về sau hắn lại hơi sững sờ bởi vì hắn phát hiện chính mình kim cô bổng đập chúng phảng phất không phải cỗ thân thể phá toái lân phiến tiếp theo một cái chớp mắt liền khép lại lam hiên vũ trong mắt màu đỏ trở nên càng thêm nồng đậm hải long không dám chỉ hoãn thân thể nhất truyền dùng kim cô bổng làm roi chung quanh tia sáng bỗng nhiên trở nên bất tỉnh sáng tới từ địa ngục thần nhân quỷ ba kích liên tục lần nữa bổ ra hắn cường đại nhất bùng nổ kỹ năng liệt là xương bắt ba đánh thêm thần nhân quỷ tại vừa mới công kích trước đó hắn hắn thực chỉ là muốn dùng xương nhất định ba đánh mà thôi bởi vì hắn sợ thật đánh giết lam hiên vũ nếu như bị hắn sáu pháp kích toàn bộ mệnh bên trong coi như là có cuồng thần áo giáp lôi tường đều chịu không được cho nên thần vương nhóm kiên nghiệp lúc tỉ thí mặt khác thần vương cơ hồ đều muốn tránh cho cùng hải long chính diện va chạm ít nhất không thể bị hắn sáu liên kích trực tiếp đánh vào người có thể hải long lại giật mình phát hiện lúc này chính mình phích lịch tam đả rơi vào lam hiên vũ trên thân cũng không có đưa đến vốn có hiệu quả tại dưới sự kinh hãi thân nhân quỷ cũng bổ ra gào một sục sôi tiếng long ngâm vang lên Lam hiên vũ trên người quầng sáng màu vàng óng trong nháy mắt tiêu tán hắn nhặt lên trong tay long thần thương trong nháy mắt đâm ra ba phát đương 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 ba tiếng nổ vang bên trong lam hiên vũ trên không trung liền lùi lại ba bước long thần thương bị kim cô bồng nện đến rung động kịch liệt nhưng tiên đế hải long cũng không dễ chịu lực lượng cường đại chấn động đến hắn lùi ra ngoài lôi tường lúc này đã thở ra hơi thấy cảnh này cũng là từng cái mặt chấn kinh mặc dù bọn hắn bị đèn đuốc rực rỡ long thần bạo cản trở có thể đường tam vô định phong ba bọn hắn đều đối mặt qua cỗ kia có tuyệt đối thành lập tính kỹ năng lực khống chế thật sự là quá kinh khủng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thoát khỏi mặc dù thần nhân quỷ nhường lam hiên vũ trì hoãn một thoáng có thể cái kia cũng chỉ là trong tích tắc a à, đã bị qua phích lịch tam đà lam hiên vũ lại nắm thần nhân quỷ chặn lại này long thần không khỏi cũng quá mạnh đi lúc này chuyện kinh khủng lần nữa phát sinh đang lùi lại quá trình bên trong lam hiên vũ chậm giơ lên long thần thương tiếp theo một cái chớp mắt từng cái cửu thải quần sáng theo hắn long thần thương đầu mũi thương bắn ra a à, trên không tiên đế hải long kêu to âm thanh một cái kia cái mỏ sắc rực rỡ quảng sáng rơi vào trên người hắn vô định phong ba đúng vậy chính là vô định phong ba mà lại là long thần phiên bản vô định phong ba đường tam một nhà một trần tương truyền mặc dù đường tam không có dạy bảo qua cháu của mình có thể là làm xe mai mậu qua đường vũ lân vô định phong ba à đường vũ lân bởi vì vì tu vi quan hệ thủy trung đều không có thể đem vô định phong ba uy lực mạnh nhất phát huy ra nhà thế nhưng hiện tại con của hắn làm được hải long lúc trước ngày tại vô định phong ba bên trên bị nhiều thua thiệt, cho nên làm cái kia một từng cái cửu thải quần sáng bộ ở trên người hắn thời điểm, hắn quả thực là có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Này làm sao lại tới? Mà lại, làm hiền vũ thi triển vô định phong ba cùng đường tam thi, thi triển còn khác biệt. Đường tam vô định phong ba có loại hạo nhiên bao la cảm giác, mà làm hiền vũ thi triển vô định phong ba uy nghiêm xứng nói, có loại mãnh liệt chấn áp cảm giác. Nếu như không phải kim cô bồng giúp hắn gánh vác đại bộ phận lực áp bách, hắn thậm chí khả năng thụ thương. Đơn giản tới nói, đường tam thi triển vô định phong ba chỉ có năng lực khống chế đem khống chế làm đến tối cường mà làm hiên vũ này vô định phong ba còn mang theo lực công kích hướng vào phía trong co vào cắt chém lực công kích nếu là tu vi không đủ tại đây vô định phong ba bên trong liền có bị trọng thương nguy hiểm cho nên đây cũng không phải là nguyên bản đường tam cái kia phiên bản vô định phong ba mà là thuộc về làm hiên vũ chính mình vô định phong ba long thần vòng tại thân thể không ngừng tiến hóa quá trình bên trong hắn cũng đang không ngừng đem chính mình các loại năng lực lẫn nhau tổ hợp hình thành thuộc về riêng mình hán năng lực hải long bằng vào kim cô bồng tại long thần vòng bên trong dãy giụa trực tiếp liền mất đi sức chiến đấu long thần vòng vậy mà cũng có tuyệt đối thành lập tính mặc dù khống chế đối thủ thời gian không bằng nguyên bản vô định phấn chấn nhưng lực phá hoại phải lớn hơn nhiều tại sử dụng ra long thần vòng quá trình bên trong làm hiên vũ trước đó bị sấm sét bắt ba đánh tập ra thương liền hết bệnh ý tự thân khí tức cũng biến thành càng ngày càng khủng bố ra tay đường tam trầm giọng quát lại là nhớ vô định phong ba hướng lam hiên vũ vườn quanh tới lam hiên vũ nhìn về phía đường tam trong tay long thần thương hướng về phía trước đâm lần nữa thi triển vô định phong ba long thần vòng vô định phong ba đối thiên vô định phong ba hắn vô định phong ba vô pháp ngăn cản đường tam vô định phong ba nhưng tuyệt đối có thể hướng về đường tam ảnh hưởng cái này tại trong cảm nhận của hắn đối với mình uy hiếp lớn nhất người các vị thần vương lúc này cuối cùng không do dự nữa dồn dập hướng lam hiên vũ đánh tới Lam Hiên Vũ sau lưng một đôi to lớn long rực bỗng nhiên kéo ra, thân ảnh lấp lánh, liền muốn tiến hành dịch chuyển tức thời trong hư không. Thần Vương Thiên Ngân trong mắt ánh bạc lấp lánh, không gian chung quanh tựa hồ cũng trở lên rõ ràng. Lam Hiên Vũ cạnh không thể độn không thành công, thân thể thiên không trung lắc lư một cái, lại lại xuất hiện. Mà lúc này, đại lực thần Chu Duy Thanh, tình tự chi thần đối Vũ Hạo, thiện lương chi thần liệt diễm, tà ác chi thần cơ động đã đến trước người hắn, bốn người đồng thời hướng hắn không tới bốn vị này đều là thuộc về nguyên bản thần giới mà lại đều cùng đường tam quan hệ mật thiết bọn hắn dĩ nhiên biết đạo lam hiên vũ đối đường ta một nhà tới nói trọng yếu cỡ nào e sợ cho mặt khác thần vương ra tay quá nặng cho nên xuất thủ trước thần vương thiên ngân dùng hắc ám cùng không gian hai lớn thuộc tính thành tự thần vương vị trí mặc dù tại các vị thần vương bên trong không tính quá cường đại nhưng hắn cũng là thần vương cấp độ cường giả đối hai loại thuộc tính lực khống chế cực kỳ cường đại coi như là không chi trùng tại không gian chi lực bên trên cũng không thể cùng hắn so sánh đối mặt bốn đại thần vương công kích làm hiền vũ có phản ứng hắn không có liều mạng trong tay long thần thương trong nháy mắt đâm ra nguyễn hóa ra vô số mũi thương sau lưng hai cánh nhịp động thân thể trên không trung linh xảo xoay nhúc nhích một chút liền phóng lên tận trời long thần thương mũi thương thật sự là quá mạnh vây công hắn bốn đại thần vương chỉ có thể chức ngăn cản mũi thương tiếp theo một cái chớp mắt làm hiền vũ liền thoát khỏi liền sông ra ngoài tốc độ tăng vọt mặc dù không thể thuấn gì nhưng hắn lúc này cường độ thân thể tuyệt đối là muốn siêu việt ở đây hết thảy thần vương bằng không hắn trước đó cũng không có khả năng nhanh chóng như vậy liền theo dựa vào nhất định ba đánh bên trong khôi phục lại chẳng qua là thân ảnh trong nháy mắt lóe lên một cái hạ khắc hắn đã đến cầm đế diệp âm trúc trước người tốc độ của hắn quá nhanh hắn trên không trung ra tốc thời điểm trong tay long thần thương liền đâm ra sử dụng ra nhớ không trang vô song long thần đau nhức hắn tựa như là một chiếc máy bay chiến đấu trong nháy mắt hất ra về công chính mình người trực tiếp đã đến âm trúc trước người diệp âm trúc khô mộc long ngâm đàn đối với hắn nhiều ít vẫn là có ảnh hưởng hắn mặc dù bây giờ cũng không hoàn toàn sạch nhưng vô cùng rõ ràng nhiều như vậy đối thủ cường đại đối kháng chính diện là không thể nào chiến thắng chỉ có trục chưa phá quả hồng muốn lấy mềm bóp luận năng lực phòng ngự kém nhất liền là diệp âm trúc mà lại diệp âm trúc sẽ đối với hắn tạo thành rất mạnh quấy nhiễu cho nên trước giải quyết diệp âm trúc lại nói người tiểu tử này không biết tốt xấu à diệp âm trúc nhìn xem tiểu tử, tử này nhào hướng mình trong lòng không khỏi khí khổ lúc nào chính mình thành thần vương bên trong yếu nhất rồi thế nhưng lam hiên vũ này nhào cuối cùng vẫn là rơi vào không trung lóe lên ánh bạc diệp âm trúc tan biến tiếp theo một cái chớp mắt đã đến thiên ngân bên người thiên ngân tay phải vung lên trong tay một thanh trường kiếm hào quang lấp lánh một đạo đại thứ nguyên trảm liền phong tỏa lam hiên vũ không gian chung quanh luận đối không gian lực khống chế thiên ngân đúng là cực kỳ cường đại này từng cái nhớ đại thứ nguyên chảm bổ ra bỗng nhiên ngay tại lam hiên vũ trung quanh thân thể hòa thành từng đạo vụn vặt thứ nguyên chảm phong tỏa không gian cưỡng ép vây khốn lam hiên vũ lúc này hải long cùng đường tam cũng tuần tự theo long thần hoàn bên trong tránh thoát ra tới 13 vị đỉnh cấp cường giả đối lam hiên vũ tạo thành vây kín chi thế nơi xa đường vũ lân đối hủy diệt chi thần lực lượng trưởng khống càng ngày càng ổn định càng là có thể trưởng khống này thần vương lực lượng trong lòng của hắn đối này phần lực lượng càng giật mình Hủy diệt chi lực không chỉ là tại tăng lên tu vi của hắn, còn tại một chút mà ảnh hưởng lấy tâm tình của hắn. Tại vừa thu nạp bại diệt chi thần lực lượng dây lát kia, hắn thậm chí có loại nghĩ muốn hủy diệt hết thảy cảm giác. Hắn cũng có chút hiểu rõ vì cái gì phụ thân muốn để cho mình truyền thừa này hủy diệt chi thần lực lượng. Hắn nhiều năm trước tới nay trực đều tại Kim Long Vương ảnh hưởng dưới tu luyện trưởng thành, luận tâm trí chi kiên nghị, tuyệt đối quan bảy luân, mà muốn trưởng khống hủy diệt chi thần lực lượng, đầu tiên liền muốn tự thân thần thức đầy đủ kiên định sẽ không bị gây nên nước phụ liền nhiễm mới được. Người ra lúc giờ phút này, hắn nhìn phía xa nhi tử bị 13 vị đỉnh cấp cường giả vây khốn, vẫn còn trái sông phải điện triển hiện thực lực cường đại, dĩ nhiên khiến 13 vị đỉnh cấp cường giả một trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì, bên trong không khỏi vì vì đó kêu làm, này liền là con của mình à, có thể đồng thời cùng 13 vị đỉnh cấp cường giả hàng nhất định, này tính các vị thần vương trong lòng có kiêng kỵ, có thể là, có thể làm cho nhiều như vậy thần vương ra tay liền đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Lam Hiên Vũ thân thể trên không trung ngừng trong nháy mắt, vô định phong ba cuối cùng vẫn là lại một lần khống chế được điện cũng chính là bị khống chế nháy mắt, hắn bị 13 vị đỉnh cấp cường giả bao vây. Trường Cung Uy Quang Minh thánh kiếm chạm ra, bổ vào Lam Hiên Vũ đầu vai, lập tức, từng đạo chói mắt kim quang tại hắn mặt ngoài thân thể hóa thành lồng giam, hạn chế lại hắn hành động. Luận tu vi, Trường Cung Uy là cùng Hải Thần Đường Tam cùng một cấp bậc tồn tại hắn quang minh thánh kiếm thì triển thánh quang linh trận được xưng là thần giới đệ nhất một lúc này này thánh quang linh trận dùng tại lam hiên vũ trên thân vì khống chế lại thân thể của hắn khiến cho hắn không chỗ che thân mặt khác thần vương cũng dồn dập ra tay một từng tầng một cấm chế hướng lam hiên vũ thân thể bao phủ đi lên chỉ cần khống chế lại hắn khiến cho hắn không nữa phát họa thần chỉ vị trí như vậy đủ rồi bị khống chế lại hắn cũng có thể tiếp tục tiến hành hắn thần vương chi kiểm tra thế nhưng bọn hắn rõ ràng còn là xem thường lam hiên vũ lực lượng nếu như các vị thần vương cấm chế đều rơi vào lam hiên vũ trên thân đừng nói là hắn coi như là đã từng long nắm muốn tránh thoát cũng cơ hồ là không thể nào bình lại ở đây các vị thần vương bên trong có nhiều vị đều là có được trí cao thần vương tiềm năng tồn so với đã từng thần long dưới thành bên trong thần vương nhóm chỉ mạnh không yếu có thể này phần mạnh mẽ lớn lực áp bách cũng áp bách đến lam hiên vũ trên thân xuất hiện biến hóa đoàn ánh sáng mang lặng yên không một tiếng động từ trên người hán phóng thích này hai đoàn hào quang phân biệt là màu vàng kim cùng màu tím trong chốc lát hết thảy chung quanh đều trở nên bắt đầu cuồng bạo ngay sau đó kinh khủng nổ lớn bỗng nhiên xuất hiện đây là cái quái gì liền thần vương nhóm cũng không phải toàn đều biết lam hiên vũ xuất ra hai món đồ này áo lông ầm ầm kinh khủng nổ lớn nương theo lấy muôn và lôi điện ầm ầm nổ vang đại biểu cho lôi đình bắt đầu kinh lôi quả đại biểu cho nhanh chóng điện chi mẫu tử điện quả hai đại vũ trụ tri nguyên đồng thời bị lam hiên vũ dẫn nổ dưới tình huống bình thường hắn là chắc chắn sẽ không làm như vậy bởi vì hai loại vũ trụ tri nguyên bên trong năng lượng thật sự là quá to lớn quá cường liệt một một cái không tốt không chỉ đả thương người còn sẽ làm bị thương chính mình thế nhưng ở trước mắt này loại bị vây công trạng thái không chỉ là hắn cảm nhận được áp bách trong cơ thể hắn tầm bảo thú cũng cảm thấy tầm bảo thú cảm giác cũng không rõ rệt nó chẳng qua là cảm giác mình chủ thượng phảng phất lại phải kinh lịch năm đó thần giới diệt vong lúc tình trạng cho nên nó không chút do dự em này hai kiện siêu cấp thiên tài địa bảo lấy ra ngoài cho làm hiên vũ làm hiên vũ thần trí không rõ đối mặt mạnh mẽ lực áp bách tự nhiên muốn toàn lực ứng phó chống lại long thần ý chí bất khuất khiến cho hắn thả rằng ngọc thạch câu phần cũng sẽ không thỏa hiệp a à. cho nên sấm sét từ điện ngay lúc này nổ tung kịch liệt lớn uy lực nổ tung điên cuồng bờ bãi tàn phá màu vàng kim lôi đình tử sắc thiểm điện trên không trung điên cuồng bùng nổ. 13 vị đỉnh cấp cường giả thêm tại Lam Hiên Vũ cấm chế trên người trong nháy mắt vỡ vụn, bọn hắn toàn lực ứng phó hợp lại, lại mượn trợ thần giới lực lượng, mới miễn cưỡng đem nổ tung khống chế tại một trong phạm vi nhất định, lại cũng đã không thể hướng vào phía trong áp bách, đi ảnh hưởng Lam Hiên Vũ. Giờ này khắc này, 13 vị đỉnh cấp cường giả người ánh mắt đều là kinh hãi, Đường Tam cũng không ngoại lệ. Sấm xét, từ điện toàn lực bùng nổ, coi như thần vương ở trong đó, cũng dễ dàng bị thương nặng tại bạo tạc hạch tâm lam hiên vũ sẽ như thế nào lúc này nơi đó đã hóa thành từng cái mảnh hủy diệt thế giới người nào đều không thể tới gần hủy diệt thế giới tại đây tràn đầy hủy diệt khí tức sấm chớp bên trong chỉ có khả năng xuất hiện hai loại tình huống một cái là lam hiên vũ ở trong đó bị hủy diệt nhưng theo lúc trước hắn chỗ cho thấy thực lực cùng bản thân năng lực khôi phục đến xem hắn chết khả năng không lớn như vậy khác một loại khả năng tính chính là hắn mượn nhờ hai loại vũ trụ chi nguyên bùng nổ thu hoạch năng lượng khổng lồ trong khoảng thời gian ngắn phác họa ra thuộc về mình thần chỉ vị trí hư không thành thần thành lập thần giới vô luận là thế nào từng cái loại kết cục đều cũng không phải ở đây các vị thần vương nguyện ý thấy đây là đường tam cháu trai à nếu như hắn chết đối đường ta một nhà đà kích thật sự là quá lớn nếu như hắn trở thành một vị điên cuồng thần vương vậy thì càng thêm đáng sợ một vị mạnh mẽ như thế thần vương tại không tỉnh táo trạng thái dưới thành lập thần giới như vậy hậu quả nhất định sẽ là có tính chất hủy diệt lực phá hoại lại so với thâm hồng thần vương lớn gấp trăm lần không chỉ thậm chí liền bọn hắn thần giới đều lại nhận uy hiếp có thể là lúc này sấm sét tử điện hai đại vũ trụ chi nguyên bộc phát ra năng lượng lại là liền bọn hắn đều không thể ngăn cản sắc mặt đường tam cũng trở nên khó coi đúng lúc này hắn bên tai chuyển đến cái thanh âm ôn nhu không có việc gì cháu của chúng ta định không có việc gì một đầu lạnh buốt tay nắm chặt tay của hắn nắm chặt cái tay này nháy mắt đường tam chỉ cảm giác mình trong lòng hết thảy khói mù đều biến mất theo hắn vô ý thức đưa nàng kéo người trong ngực vánh mắt lại đỏ lên ừm không có việc gì hết thảy đều sẽ khá hơn tiểu vũ tùy ý hắn ôm chính mình phảng phất chung quanh thần vương nhóm cũng không tồn tại giống như trong mắt của nàng trong lòng đều chỉ có bên cạnh nam nhân này nàng tràn ngập lòng tin xem người cái kia mảnh sấm sét tia chớp mặt sắc có chút tái nhợt nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười thản nhiên đúng lúc này đột nhiên đang ở bùng nổ sấm sét tử điện trong nháy mắt dừng lại một chút phải biết lôi điện là không ổn định nhất năng lượng hình dáng tại toàn bộ chữ trụ bên trong đều là như thế vị lôi quả cùng tử điện quả ẩn chứa lôi điện bản nguyên chi lực là trong vũ trụ lôi điện chi lực hắn uy năng mặt là vô cùng khủng bố tiếp theo một cái chớp mắt tất cả lôi đình tia chớp đột nhiên đều hướng phía trung tâm phương hướng cấp tốc rụt đi vào phẳng phất trăm sông đổ về một biển cấp tốc tan biến cơ hồ chẳng qua là mấy lần thời gian hô hấp lôi điện không có tung tích gì nữa phảng phất chúng nó cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện giống như tại chúng nó tan biến vị trí hạch tâm tóc dài rối tung ở đầu vai toàn thân cửu thải long lân khải tản ra nhàn nhạt vầng sáng lam hiên vũ lại từng cái lần xuất hiện tại chỗ có thần chỉ trước mặt 13 vị đỉnh cấp cường giả đều có loại kỳ lạ cảm giác rõ rệt thôn vệ sớm xét cùng tử điện lam hiên vũ tiến nhập một loại hoàn mỹ trạng thái trong tay hắn long thần thương đỉnh tản ra nhàn nhạt sấm xét tử điện Rõ ràng lại hoàn thành từng cái lần thuế biến, trên người hắn cửu thải long lân cũng đang ở một chút hấp thu ngoại giới lôi điện năng lượng, đem tất cả lực lượng liễm ở thể nội. Dù cho thân là thần vương cấp cường giả, ở đây này 13 vị đỉnh cấp cường giả đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng Lam Hiên Vũ mang cho bọn hắn là một loại gần như chèn ép cảm giác. Cái kia bên trong thu khí tức ngược lại nhường trong lòng bọn họ đều sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, đó là từng cái loại một khi bùng nổ, liền rất có thể tạo thành lớn hủy diệt dự cảm, nơi xa tất cả long tộc thành viên đều hướng phía bên này quỳ lại xuống dưới dùng thự quang long kỵ thổ trung trí xương cầm đầu các vị long kỵ thổ cùng bọn hắn tọa long giờ này khác này cảm nhận được là nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu cái kia một phần sùng kính nhàn nhạt, cửu thải vầng sáng lượn lờ làm hiên vũ hai con người bên trong tựa hồ thiếu đi điên cuồng 13 vị đỉnh cấp cường giả khí tức đều đã tăng lên tới cực hạn bọn hắn cảm nhận được mối nguy thậm chí là tử vong nguy cơ thời điểm không bao giờ còn có thể có thể hạ thủ lưu tình trước mặt vị này truyền thừa lực lượng đã vừa ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn vì thu hộ thần giới cũng vì bảo vệ bọn hắn chính mình bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó chờ xuống không nên động thủ đường tam đột nhiên quát ban đầu đã chuẩn bị ra tay cuồng thần tiên đế hải long từ thần a ngốc trở thần vương ngừng lại ngài đúng lúc này một cái mang theo vài phần giọng nghi ngờ đột nhiên vang lên bị các vị thần vương toàn lực áp chế thanh niên trên thân thả ra một tầng cửu thải vòng bảo hộ đem tất cả áp lực ngăn cản tại thân thể của mình ba thước bên ngoài. Mặc dù có chút gian nan, nhưng hắn vẫn như cũ rõ ràng nói ra hai chữ này. Giờ này khác này, các vị thần vương mới phát hiện, không biết lúc nào hắn ánh mắt đã kinh biến đến mức trong veo, thiếu đi trước đó bối rối cùng trống rỗng, càng không có nửa phần sốt ruột khí, tựa hồ hết thảy đều trở nên ôn hòa như ý. Làm hiền vũ nháy nháy mắt, đem lòng thần thương ngăn tại trước người mình, một trong lúc nhất thời, trong mắt lộ ra mừng rỡ hắn đem tầm mắt dừng lại nơi tay cầm hải thần tam xoa kích đường tam trên thân nhìn xem cái kia có chút quen thuộc dung nhan cảm thụ được cái kia thân thiết khí tức ngài là gia gia của ta làm hiên vũ vui mừng nói lời vừa nói ra đường tam trên mặt cuối cùng lộ ra từng cái tơ mỉm cười thản nhiên đúng vậy hắn thanh tỉnh long thần thần chỉ vị trí cuối cùng hoàn thành truyền thừa hắn thông qua được thần vương chi kiểm tra hắn tỉnh táo lại cái kia một cái chớp mắt liền là chân chính long thần truyền thừa trí cao thần vương thần chi vị trí chí chân chính long thần hoặc có lẽ bây giờ lam hiên vũ tại trên trình thể thực lực còn không thể cùng đã từng long thần so sánh dù sao hắn còn không có một cái nào mạnh mẽ thần giới làm vì hậu thuẫn của mình nhưng hắn xác thực đã là long thần có trở thành trí cao thần vương tiềm năng tương lai không lâu cũng chắc chắn trở thành trí cao thần vương đúng vậy ta là gia gia ngươi ta là đường tam đau khổ kịch liệt bao phủ toàn thân thần long dưới thành tiến hóa làm thần tinh quá trình bị cưỡng ép cắt ngang làm hiền vũ tào ngộ chính là vô cùng mãnh liệt cán trả kinh khủng lực áp bách điên cuồng theo bốn phương tám hướng áp bách lấy thân thể của hắn thân ở trên tế đàn hắn có thể cảm nhận được cũng chỉ có chính mình mà chính mình mạnh mẽ khí tức đang ở không ngừng tán loạn bạn đang xem trung cực đấu la được thuyết minh tại kênh youtube di các phim hết phần này mình ra tiếp đấu la đại lục phần 5, đường tam trọng sinh các bạn nhớ đón xem nhé Linh tiểu mụi để ở dưới phần mô tả long thần lưu lại ý niệm đối với hắn tựa hồ đã không có lực khống chế hết thảy chung quanh nhường thần trí của hắn đang ở dần dần mê thất đẩy ra long tộc thái tử hắn thông qua được gian nan nhất sát hạch có thể là thần vương chi kiểm tra còn không có kết buộc long thần trong lòng vẫn như cũ có như vậy một phần chấp niệm đến tột cùng muốn như thế nào thành tựu thần tinh lam hiên vũ giờ này khác này mới thật sự hiểu này long thần thần vương chi kiểm tra khó đến trình độ nào không chỉ muốn tránh cho long tộc bi kịch thần long giới vực bi kịch phát sinh đồng thời còn muốn nghĩ ra thành tự thần tinh phương. Có lẽ, bởi vì tự thân bi kịch, Long thần trong tiềm thức không có ý định đem chính mình thần chi vị trí truyền thừa tiếp đi, bằng không, cũng sẽ không thiết trí như thế khó khăn thần vương chi kiểm tra. Dùng hắn năm đó trí cao thần vương quyền uy, đồng thời có nhiều như vậy vị thần vương duy trì đều không có thể thành công, ta làm sao có thể thành công tìm tới thành tựu thần tinh phương thức ạ? À? Làm hiền vũ tâm thái phát sinh một chút biến hóa, đã bắt đầu có chút hỏng mất. Đó là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành khiến cho hắn như thế nào hoàn thành sát hạch chẳng lẽ kết cục sẽ chỉ là hủy diệt sao nếu như là dạng này cái kia lúc trước hắn làm hết thảy còn có ý nghĩa gì đáy lòng của hắn không thể tránh khỏi tuôn ra một cỗ ác niệm phảng phất tùy thời đều có bùng nổ khả năng cứ như vậy kết thúc rồi à hắn có thể cảm giác được chính mình thân thể tại đây dưới áp lực cực lớn tại sụp đổ dùng long thần mạnh mẽ chữa trị năng lực chỉ sợ cũng duy trì không được bao lâu từ nơi sâu xa này phần áp lực không ngừng bộc phát ra lực lượng cường đại áp chế hắn khiến cho hắn không thể thở nổi, vô pháp phóng thích, vô pháp sinh tồn được. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi, mãnh liệt nhói nhói, khiến cho hắn thanh tình, hắn không khỏi lại nhớ lại lúc trước chính mình đang tiếp thụ long thần truyền thừa lúc trải qua đủ loại. Long thần cho hắn trọng yếu nhất nhắc nhở chính là, vô luận lúc nào, đều tận khả năng bảo trì tiêu tình. Long thần thật không muốn đem hắn một cách truyền thừa tiếp, không muốn để cho hắn thần chi vị trí truyền thừa tiếp, nếu là như vậy, như vậy, lúc trước hắn làm cắt, bao quát sáng tạo long giới ý nghĩa làm sao ở đây hắn hay là hy vọng truyền thừa tiếp nhưng hy vọng của hắn là một loại gần như hoàn mỹ truyền thừa hy vọng truyền thừa của hắn người tại không lâu vừa tới có thể dẫn đầu long tộc đi được càng xa đi được càng thêm bình ổn không cho long thể đã từng bi kịch tái diễn cho nên hắn mới cho mình gian nan như vậy thần vương chi kiểm tra để cho mình đứng trước gian nan như vậy cục diện thật liền không có cách nào phá cục sao chính mình giờ này khắc này đối mặt áp lực như vậy đến tột cùng là vì cái gì Lam Hiên Vũ miễn cưỡng suy nghĩ đến nơi đây, ngoại giới lực áp bách trở nên càng thêm mãnh liệt, hắn không thể không gián đoạn suy nghĩ, thậm chí cả người đều suýt nữa mất đi ý thức. Đúng lúc này, một vệt ánh sáng đột nhiên xuất hiện tại hắn trước người. Đó là một điểm ánh sáng chín màu, tại nó xuất hiện thời điểm, ngoại giới áp lực đột nhiên giảm nhẹ đi nhiều, Lam Hiên Vũ thần chí khôi phục mấy phần. Sau đó, hắn liền thấy một tấm uy nghiêm khuôn mặt, đó là một người đàn ông tuổi trung niên, toàn thân bao trùm xuân cửu thải áo giáp, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn nam tử trung niên trong ánh mắt mang theo bi thương nồng đậm nhưng cũng mang theo vô cùng mãnh liệt hy vọng cùng biết nhìn hắn cứ như vậy nhìn chăm chú lấy lam hiên vũ khiến cho lam hiên vũ có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào lam hiên vũ lúc trước chán nản tại đây một cái chớp mắt cạnh lặng yên không một tiếng động biến mất thay vào đó kim tín niệm cái này là long thần nhân hình bộ dáng long thần không có mở miệng cũng không có nói với hắn lời chẳng qua là nhìn như vậy lấy hắn có thể là chính là như vậy nhìn chăm chú phảng phất đốt lên lam hiên vũ nội tâm đấu trí hắn khống chế chính mình thân thể nặng nề mà hướng long thần nhạy gật đầu có thể chính mình nhất định có thể dùng vô luận sát hạch khó khăn dường nào chính mình nhất định có thể hoàn thành nhất định có thể trở thành long thần dẫn đầu long tộc tái hiện rực rỡ long thần chậm rãi nâng lên hai tay tại hắn trên hai tay sạc sỡ lóa mắt thăng long trụ xuất hiện tiếp theo lấy tại trong lòng bàn tay của hắn lại xuất hiện một cây lam hiên vũ quen thuộc trường thương có thể không phải là hoàng kim long thương nhà long thần hai tay cầm nắm đem hoàng kim long thương cùng thăng long trụ dính vào cùng nhau lam hiên vũ lập tức thấy hai thứ đồ này tại dung hợp lẫn nhau thăng long trụ hoa văn vẫn còn nhưng hai đầu lại có sắc bén mũi thương chui ra kiện thần khí cùng kiện siêu thần khí dĩ nhiên cũng liền như vậy tại long thần trong tay hoàn thành dung hợp long thần thương tại lam hiên vũ trong thần thức trong nháy mắt liền xuất hiện cái này siêu thần khí tên làm long thần tướng long thần thương chậm rãi đưa đến trước mặt hắn thời điểm hắn lập tức sinh ra một loại huyết mạch tương liên kỳ lạ cảm thụ long thần nhẹ nhàng gật gật đầu làm hiên vũ chậm rãi giơ tay lên mười phần thận trọng đem long thần thương tiếp trong tay người tại tay hắn nắm long thần thương trong nháy mắt đó hắn cảm giác có đại lượng năng lượng theo bốn phương tám hướng dâng trào mà người cứ như vậy dọc theo long thần thương chui vào cái kia đã tăng lên tới long thần cấp độ trong thân thể tăng cường lực lượng của hắn những lực lượng này có chút quen thuộc tại trong khoảnh khắc liền bị chuyển hóa làm hắn long thần thần lực lúc trước vô pháp chống cự áp lực cảm giác bất lực lập tức trên phạm vi lớn giảm bớt long thần nhìn xem hắn ánh mắt bên trong bi thương dần dần tan biến thay vào đó là một vệt nụ cười thản nhiên tiếp lấy lần nữa hướng hắn gật đầu thân ảnh một lần nữa trở nên hư ảo tay cầm long thần thương loại kia tràn ngập lực lượng chân thật cảm giác lệnh lam hiên vũ lòng tin lại cháy lên long thần cũng không phải là không muốn truyền thừa từ mình thần chi vị trí hắn kỳ thật vẫn luôn đang yên lặng trợ giúp lam hiên vũ trợ giúp hắn thành là chân chính long thần hắn đối lam hiên vũ gửi con kỳ vọng cao hắn mang đến chính mình chiêu thần khí thích hợp nhất lam hiên vũ siêu thần khí còn cung cấp khổng lồ thần lực cho lam hiên vũ làm bổ sung đây đều là trở thành thần vương cần thiết có được những lực lượng này lam hiên vũ tựa hồ đã chính thức có được thần vương cấp độ thực lực cũng cuối cùng có khả năng trực diện tất cả những thứ này áp lực Lam hiền vũ hít sâu một hơi trong cơ thể long lực vận chuyển chậm rãi chú nhân long thần thương bên trong bốn phương tám hướng lúc trước yếu bớt áp lực đột nhiên lần nữa tăng cường hướng hắn dâng trào tới trong tay hắn long thần thương chậm rãi tụ lực một loại chớ tên lĩnh ngộ ngay tại áp lực này bên trong xuất phát vô ngã vô song long thần thương đâm ra một thương áp lực bùng nổ lại bị hắn mạnh mẽ đỉnh tới to lớn hơn áp lực theo bốn phương tám hướng tới nội tâm của hắn minh ngộ lại tại lúc này về sau đạt đến đỉnh điểm lại là đâm ra một thương buôn vàn đạo thương mang tựa như đèn đuốc rực rỡ hướng ra phía ngoài bùng nổ đèn đuốc rực rỡ long thần bạo đối mặt áp lực long thần thương liền là hắn trụ cột cái kia một thân sở hào cùng với long thần truyền thừa cho lực lượng của hắn ngay tại này phần dưới áp lực không ngừng giao hòa từng cái cửu thải quầng sáng hướng ra phía ngoài bay ra đem lớn nhất mấy cỗ áp lực bao phủ khiến cho hắn có thể ở trong đó tốt hơn dạy dụa. vô định phong ba long thần hoàn trong bất trí bất giác hắn dùng phương thức của mình đem phụ thân truyền thụ cho hắn nguồn gốc từ tổ phụ thần kỹ vô định phong ba dung nhập lực lượng của mình bên trong nhưng vào lúc này thành tựu thần tinh áp lực lại trở nên càng ngày càng trầm trọng bốn phương tám hướng đều truyền đến gần như không thể địch nổi to lớn lực áp bách cái kia tăng lên dữ dội uy áp lệnh lam hiên vũ có loại muốn sụp đổ cảm giác tại đây phần áp bách phía dưới thân thể của hắn lại bắt đầu không chịu nổi không long thần đã truyền ta long thần thương dù như thế nào ta đều phải kiên trì tuyệt không thể như vậy thỏa hiệp. Thần lực bùng nổ, hắn dùng hết các lực lượng ngăn cản áp lực, có thể là cái kia áp lực thật sự là quá lớn, dường địch cho hắn long lực bước thu vật, áp bách đến thân thể của hắn một bước bằng hữu phí. Nhưng không biết vì cái gì, càng là tại dạng này trạng thái, làm hiên vũ lại càng thanh tình, đúng vậy, đầu óc của hắn cùng thần thức lúc này đang đứng ở loại cực độ tỉnh táo trạng thái. Như thế nào mới có thể vượt qua trước mắt cửa ải khó, thậm chí trợ giúp thần giới thành tựu thần tinh đâu? Như thế nào mới có thể làm đến điểm này đâu? Trước đó tại trải qua thần vương chi kiểm tra lúc trong đầu hắn liền có linh quang thoáng hiện, mà giờ này khác này tại đây loại đặc thù tỉnh táo trạng thái dưới trong đầu hắn này phần linh quang tựa hồ đang ở lên men. Bắt lấy này linh quang nhất định phải bắt lấy. Thần Long giới vực mạnh mẽ như thế, bản thân đã có thành tựu thần tinh cơ sở, có thể nói vì cái gì vô pháp thành công. Nguyên nhân căn bản nhất đến tột cùng là cái gì? Cái này là lúc này hắn đối mặt mấu chốt của vấn đề chỗ đi. Vô luận là Long tộc thái tử chết, vẫn là hai vị kia thần vương không hiểu thấu phản bội, hẳn là đều cùng cái này có quan hệ, cũng đều là bởi vì Quấy nhiễu thần tinh hình thành mới xuất hiện. Này sau lưng người chủ sự là ai, người nào đối Long thần hiểu rõ như vậy, thậm chí lợi dụng hắn kết thân tình, tình yêu chấp nhất để dẫn dắt hắn hướng đi điên cuồng. Theo tình huống lúc đó đến xem, dưới tình huống bình thường, Thần Long giới vực thành tựu thần tinh là không có vấn đề gì cả, bằng không thì cũng sẽ không tuyệt đại đa số thần vương đều đồng ý thành tựu thần tinh trên thực tế long thần hấp thu long tộc thái tử lực lượng về sau thần tinh liền đã tạo thành chẳng qua là long thần điên cuồng dẫn đến vừa mới hình thành thần tinh sụp đổ dẫn đến đại tai nạn xuất hiện giờ này khác này trước đó hắn chỗ đã thấy trải qua từng màn không ngừng trong đầu hiển hiện đáp án miêu tả sinh động là vũ trụ pháp tắc vũ trụ pháp tắc mới có thể ảnh hưởng tất cả những thứ này cũng chỉ có vũ trụ pháp tắc mới rõ ràng long thần nội tâm yếu ớt nhất địa phương là cái gì đến chí cao thần vương cấp độ này coi như là vũ trụ pháp tắc mong muốn đưa hắn hủy diệt tựa hồ cũng không phải so sánh chuyện dễ dàng chỉ có thể mượn nhờ dạng này tình huống đặc thù mới có thể đối với hắn sinh ra áp chế vũ trụ pháp tắc cũng không hy vọng thần tinh xuất hiện bởi vì này sẽ dẫn đến đa chiều không gian tiến hóa tiến trình thêm thậm chí nhường vũ trụ sụp đổ tốc độ tăng tốc nhưng vũ trụ pháp tắc là vô hình nó không có khả năng hóa thân thành một loại sức mạnh lớn hơn tới phá hủy thần long giới vực thậm chí đều rất khó tìm đến cùng thần long giới vực cùng cấp độ đối thủ tới đối phó thần long giới vực cho nên nó lựa chọn tại thần long giới vực thành tựu thần tinh quá trình bên trong đột nhiên ra tay với thần long giới vực tại thần long giới vực quy năng trong nháy mắt bùng nổ tình huống dưới vũ trụ pháp tắc làm liền là tại thần long giới vực hấp thu nắm trong tay tinh hệ năng lượng thời điểm chế tạo một chút vũ trụ phương diện quấy nhiễu nhưng hán thôn phệ hấp thu trở nên không ổn định dạng này không ổn định dẫn đến long thần cần phải bỏ ra càng nhiều lực lượng cũng dẫn đến long tộc thái tử tiến lên hỗ trợ cùng với một một chuỗi bi kịch xuất hiện nói cách khác trận này bi kịch cuối cùng kẻ cầm đầu là vũ trụ pháp tắc mà nguyên nhân là thành tựu thần tinh cho nên mình muốn trợ giúp thần long giới vực vượt qua cửa ải khó khăn này thành tựu thần tinh như vậy liền muốn đối kháng chữ trụ pháp tắc chiến thắng vũ trụ pháp tắc có thể là này lại làm sao có thể chứ đã từng long thần đều làm không được chờ nói chi là mình bây giờ không không đúng không phải là chiến thắng chữ trụ pháp tắc trừ phi có thể thoát khỏi chữ trụ lực lượng bằng không mà nói ai có thể chân chính chiến thắng vũ trụ pháp tắc đâu không thể chiến thắng vũ trụ pháp tắc có thể là vũ trụ pháp tắc lại không cho phép thành tựu thần tinh cái kia phải nên làm như thế nào ngoại giới áp lực càng lúc càng lớn làm hiền vũ mạch suy nghĩ lại càng ngày càng rõ ràng hắn hoàn toàn có khả năng khẳng định chính mình bắt lấy mấu chốt của vấn đề cũng là đã từng long thần sơ sót một điểm hoặc là nói đã từng thần long giới vực quá cường đại Long thần căn bản cũng không có cân nhắc qua những vấn đề này, tại Long thần xem ra, thành tựu thần tinh hẳn là nước chảy thành sông sự tình. Làm Lam Hiên Vũ nghĩ tới chỗ này thời điểm, ngoại giới lực áp bách đã đến cực hạn. Thân thể của hắn đang không ngừng sụp đổ, trong cơ thể ánh sáng chín màu, tùy theo trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Hắn có loại cảm giác, nếu như mình bị này phần lực áp bách áp xúc thành một điểm thời điểm còn nghĩ không ra đối sách, chỉ sợ chính mình liền thật hỏng mất nương theo lấy tại đây trong ảo cảnh thần vương chi kiểm tra triệt để vỡ vụn không được nhất định không thể để cho xảy ra chuyện như vậy nhất định có thể tìm được biện pháp đến cùng là biện pháp gì như thế nào mới có thể lại phù hợp vũ trụ pháp tắc yêu cầu lại có thể thành tự thần tinh đâu đúng lúc này có lẽ là bởi vì ngoại giới lực áp bách thật sự là quá cường liệt làm hiên vũ trong cơ thể đột nhiên có một ít lực lượng kỳ lạ bị đè ép ra tới hắn cảm nhận được không gian lực lượng cảm nhận được cái kia khả ái không chi trùng đang kêu gọi chính mình cũng cảm nhận được tràn ngập nổ tung lực lực lượng hết thảy ba phần lực lượng vờn quanh tại chung quanh thân thể hắn kỳ dị kích thích trong nháy mắt làm hắn linh cảm xuất phát hắn đột nhiên nghĩ đến từng cái cái khả năng hai con người tùy theo trở nên sáng lên ta hiểu được ta hiểu được thần tinh không được cho phép tồn tại nhưng ở trong vũ trụ nhất định đã từng xuất hiện thần tinh bằng không mà nói thần long giới vực thần vương nhóm làm sao biết muốn thành tựu thần tinh đâu theo đa chiều không gian góc độ đến xem, thần tinh hẳn là sáu chiều không gian. Nếu xuất hiện qua thần tinh, cái kia chính là nói vũ thẩm pháp tắc cũng không là hoàn toàn gạt bỏ thần tinh, chỉ cần phù hợp định điều kiện, liền có thể thành công, mà điều kiện này ứng, liền. Nghĩ tới đây, Lam Hiên vũ hai con ngươi lập tức trở nên càng thêm sáng ngời, trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại. Hắn có thể cảm nhận được cái kia kinh thiên lôi đình kịch liệt gợn sóng, cảm nhận được sớm xét tử điện đối với mình mãnh liệt kích thích trong tay long thần thương cũng bộc phát ra càng ngày càng hào quang sáng chói tiếp theo một cái chớp mắt hắn cười hắn thong thả lại kiên định đem trong tay long long thần thương giơ lên chữ trụ pháp tắc ta một là một khối nhất pháp ta một là một chấp nhất pháp một đơn giản bốn chữ hắn gần như là gào thét thành ra cùng lúc đó trong cơ thể hắn cái kia bị bị cực độ áp xúc lực lượng trong nháy mắt bạo phát cưng liệt trang tiếng hót bên trong làm hiền vụ ý thức hãm người trống rỗng bên trong cả người thần thức tựa hồ đã thoát ly thân thể thoát ly toàn bộ thế giới. Hắn phảng phất thấy được vũ trụ nguyên điểm, thấy được cái kia theo một điểm bùng nổ, do có một chút đường, do đường đến mặt, lại đến lập thể vũ trụ. Đây rõ ràng là vũ trụ thuế biến A, theo một chiều không gian đến hai chiều không gian, lại đến không gian ba chiều, bốn, chiều. Này ngạc nhiên hứa diệu biến hóa dần dần cấu kiến toàn bộ vũ trụ. Vũ trụ là rộng lớn như vậy, lại là như thế nhỏ bé, có lẽ, một hạt cát bản thân liền là một chữ trụ, lại có lẽ, vô số tinh hệ cũng chỉ là trong vũ trụ một cái góc. Cái này là vũ trụ huyền bí, cái này là vũ trụ chỗ khác thường, trong lúc vô hình, kỳ diệu khí tức trong không khí tỏ khắp, hết thảy biến hóa kỳ dị quanh quẩn tại trong lòng hắn. Tất cả nổ lớn tựa hồ cũng tại tan biến, hắn đã không cảm giác được thống khổ, làm ý thức của hắn dần dần trở về lúc, hắn cảm giác được chính là mình bền chắc vô cùng thân thể, là chung quanh rung động tầm mắt. 18 vị thần vương, đã từng thần long giới vực 18 vị thần vương, giờ này khắc này đều đang nhìn chăm chú hắn ánh mắt của bọn hắn bên trong tràn đầy sùng kính cùng vui mừng lam hiên vũ tầm mắt nhìn về phía bọn hắn giờ này khắc này đã trở thành thần tinh chi chủ hắn có thể thấy rõ này từng vị thần vương hết thảy bao quát linh hồn của bọn hắn thần thức suy nghĩ hắn cuối cùng nhìn về phía thời gian long vương cùng không gian long vương tại thần trí của bọn hắn bên trong hắn thấy được một chút đặc thù đồ vật đang ở dần dần tiêu tán đó là mộng cảnh đã từng quanh quẩn tại thời gian Long Vương cùng không gian Long Vương trong óc mộng cảnh. Tại mộng cảnh của hắn bên trong, thành tựu thần tinh một khắc này liền là toàn bộ thần Long giới vực sụp đổ thời khác, chỉ có ngăn cản thành tựu thần tinh mới có thể để cho thần Long giới vực tồn tại hạ đi, mới có thể để cho Long tộc truyền thừa tiếp. Bọn hắn đã từng đi đi tìm những Long Vương khác, thuyết phục những Long Vương khác. Có thể là, những Long Vương khác căn bản không tin tưởng bọn hắn nói tới từng cái cắt. Bọn hắn cũng từng thử thăm dò hướng Long thần giảng dài, mà thời điểm đó Long Thần lại đắm chìm trong sắp thành tựu thần tinh, sắp chuẩn bị cho con của mình, chính mình đi tìm tìm thê tử trong giấc mộng. Cuối cùng, bọn hắn lựa chọn bí quá hóa liều, bọn hắn không tiếc phản bội Long Thần, cũng hy vọng có thể nhường Long tộc kéo dài, tại bọn hắn đem Long tộc thái tử đẩy ra cái kia một cái chớp mắt, kỳ thật bọn hắn liền đã hối hận, có thể là lúc ấy bọn hắn liền là quỳ thần xui, khiến làm như vậy. Đây rõ ràng liền là vũ trụ pháp tác đối bọn hắn ảnh hưởng a. À? vũ trụ pháp tắc xác thực không cho phép một cái độc lập thần tinh tồn tại vũ trụ pháp tắc ta vì chấp pháp cái này là tại thời khắc cuối cùng lam hiền vũ nghĩ ra đối sách tại trong vũ trụ này lại có bao nhiêu vi phạm vũ trụ pháp tắc tồn tại đâu tựa như hắn trận đánh lúc trước thâm hồng chi mẫu thâm hồng chi vực không chính là như vậy tồn tại sao tuân theo vũ trụ pháp tắc nhưng vũ trụ càng thêm bình ổn phát triển tiếp mới là phù hợp vũ trụ lợi ích như vậy tại trong vũ trụ liền cần mạnh mẽ cho pháp giả tới giữ gìn vũ trụ cân bằng. Vũ trụ pháp tác gạt bỏ thần tinh sáng lập, theo bản thân nó tới nói cũng không có bất kỳ cái gì sai, thậm chí đối khắp cả vũ trụ, tới nói đều là như thế. Nó vì chính là vũ trụ vĩnh cửu tồn tại, mà này đồng dạng, phù hợp thần giới lợi ích, cho nên, làm hiền vũ cuối cùng tìm được thành tựu thần tinh chân chính con đường, vũ trụ pháp tắc cần chấp pháp giả. Như vậy, chúng ta liền đến làm cái này chấp pháp giả. Mạnh, nhưng đây chỉ là sát hạch, chẳng qua là đèn cành thế nhưng hắn thành công hắn cuối cùng thành công tìm được đầu kia thông hướng thần tinh con đường cuối cùng dẫn theo thần long dưới vực thành tựu thần bên trong nếu như lúc trước long thần có thể nghĩ tới chỗ này có lẽ về sau rất nhiều chuyện liền đều sẽ không phát sinh tất cả bi kịch cũng sẽ không xuất hiện nhưng khi đó long thần đam chiêu suy nghĩ đều là đi tìm thê tử của mình lại làm sao có thể nghĩ đến điểm này đâu coi như hắn nghĩ tới hắn cũng căn bản làm không được chẳng lẽ thành tựu thần tinh về sau vừa mới trở thành chấp pháp giả hắn liền muốn trốn tránh cắt sao nói như vậy hắn cái này chấp pháp giả lại có ý nghĩa gì tồn tại cho nên căn bản mà nói lúc trước long thần vô pháp làm ra lam hiên vũ cam kết như vậy bi kịch cũng là không thể tránh né hết thảy tất cả không ngừng tại lam hiên vũ trong đầu xoay quanh thần trí của hắn vô cùng rõ ràng hắn càng có thể tinh tưởng cảm nhận được lực lượng của mình chưa bao giờ mạnh mẽ như thế hắn nghe được kêu gọi nghe được thuộc về long tộc kêu gọi này kêu gọi tới từ bốn phương tám hướng đến từ vô số vị diện đây là con dân của hắn đối với hắn kêu gọi con dân của hắn bởi vì long thần trở về mà hưng phấn long tộc cuối cùng lại phải có nhà bởi vì bọn họ phụ huynh trở về a à. trước mắt mười tám vị thần phương cảm xúc dần dần khôi phục như thường trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên bọn hắn bề ngoài đang biến hóa cũng dần dần biến thành trước đó làm hiền vũ thấy qua long thần bộ dáng bọn họ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng lộ ra khẳng định nụ cười bọn hắn từng cái giơ tay lên hướng lam Hiên vũ vẫy tay từ biệt lại một tan thành bọt nước cứ như vậy hư không tiêu thất mỗi tan biến đạo thân ảnh liền có một cỗ kỳ dị khí tức dung nhập lam hiên vũ trong cơ thể cái kia chính là một cái thần chi vị trí hết thảy mười cái có được lạc ấn thần chi vị trí dung nhập lam hiên vũ thần thức chi hải đây là thuộc về long tộc thập đại long vương thần chi vị trí theo giờ khắc này bắt đầu lam hiên vũ liền là chân chính long thần hắn trùng kiến thần giới thời điểm cũng chính là hắn giao phó long vương thần chi vị trí thời điểm hết thảy bắt đầu trở nên hư ảo làm lam hiên vũ cảm nhận được cát đều đã khôi phục thời điểm không biết vì cái gì áp lực vô hình xuất hiện lần nữa ra ra nhìn xem trước mặt mặt mũi quen thuộc cảm thụ được trên người bọn họ chuyển đến thần thiết khí lam hiên vũ tầm mắt lại rơi vào đường tam bên người trên người tiểu vũ này đây là nãi nãi sao tiểu vũ cười nước mắt không bị khống chế theo trong đôi mắt trượt xuống nàng buông ra bắt lấy đường tam tay hướng phía cháu của mình giang hai cánh tay ra đúng vậy thanh tình hắn cuối cùng thanh tình giờ này khác này các vị thần vương cũng đều hiểu được đường tam cháu trai trước đó mang cho bọn hắn uy hiếp lớn lao tồn tại đã triệt để thanh tình ý vị này hắn chân chính kế thừa thần vương vị trí hơn nữa còn là một vị vô cùng cường đại thần vương các vị thần vương không khỏi hai mặt nhìn nhau trong lòng đều có mấy phần cảm giác khác thường đường tam này từng cái nhà có nhiều ít vị thần vương rồi đường tam chính mình là thần giới chi chủ là đình tiêm thần vương thê tử của hắn tiểu vũ cũng có thể tại một trình độ nhất định vận dụng thần vương lực lượng con rể của hắn tình tự chi thần đới vũ hạo vừa mới trở thành thần vương con của hắn cùng con dâu cũng lập tức sẽ trở thành hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh chi thần hiện tại còn phải lại tăng thêm lam hiên vũ này đầu vô nhị vũ trụ duy nhất long thần một môn lục thần vương này là cỡ nào cường đại thực lực dùng lam hiên vũ cho thấy tiềm năng hắn dùng sức một mình liền có thể cùng nhiều vị thần vương chống lại đường tam này một nhà nếu như tập trung ở một lên lại thêm đấu la thần giới bên trong duy trì bọn hắn thần vương tại trên trình thể thực lực đã hoàn toàn vượt qua mặt khác thần giới thần vương làm hiên vũ thân ảnh từng cái nhanh chóng đã đến tiểu vũ trước mặt hắn không chút do dự giang hai cánh tay đầu nhập vào tổ mẫu trong lồng ngực tốt thật tốt tiểu vũ cười bên trong mang nước mắt ông lấy cháu của mình nàng có thể cảm nhận được rõ ràng cháu trai trong cơ thể thần lực mênh mông tại khống chế lực bên trên hắn rõ ràng vẫn không có thể làm đến hoàn mỹ trưởng khống lực lượng của mình có thể là, cương đại như vậy khí tức, coi như là đường tam trên thân đều chưa từng xuất hiện. Cái này là long tộc chi thần, đã từng làm cả thần giới long trời lờ đất trí cao thần vương truyền thừa A. Chúc mừng, đường tam huynh, quang minh thần vương trưởng cung uy phiêu nhiên mà tới. Hơi hơi hướng đường tam dẫn đầu gây nên, mặt khác thần vương cũng đều đã vây tới, luôn luôn đường tam nói vui. Lúc này đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na cũng cuối cùng hoàn thành đối hủy diệt chi thần cùng sinh mệnh chi thần thần chỉ vị trí năng lượng hấp thu riêng phần mình có được chính mình thần chỉ vị trí. Thấy nhi tử bình an vô sự, bọn hắn tự nhiên là vui mừng quá đỗi, cũng đều tốc độ cao bay tới. Nãi nãi, thân thể của ngài, đúng lúc này, làm hiên vũ mang theo vài phần nghi hoặc cùng giật mình thanh âm đột nhiên vang lên, cắt ngang thần vương nhóm chúc tiếng. Làm hiên vũ nắm tiểu vũ tay, mặt giật mình. Hắn bị nãi nãi ôm vào trong ngực, khoảng cách gần cảm thụ được, cảm giác đến đặc biệt rõ ràng. Trước đó đường vũ lân tại cùng mẫu thân ôm thời điểm, cũng cảm thấy không thích hợp nhưng một là hắn không có hiện tại Lam Hiên Vũ cường đại như vậy thần thức không bằng Tiểu Vũ và lại lúc ấy Lam Hiên Vũ vẫn còn cực kỳ nguy hiểm tình huống bên trong sự chú ý của hắn đều tại Nhi Tử bên kia lúc này nghe Lam Hiên Vũ kiểu nói này Đường Vũ Lân cũng kinh hãi cấp tốc đi vào bên người mẫu thân cầm mẫu thân một cái tay khác Tiểu Vũ nụ cười trên mặt nhưng không có nửa phần biến hóa ôn nhu nói không có chuyện gì không có chuyện gì nhìn thấy các người này chút hảo hài tử ta cũng là đủ hài lòng, thật tốt, chúng ta từng cái nhà cuối cùng đoàn tụ, đúng a, à, hải thần đường tam, tiểu vũ, tình tự chi thần đới vũ hạo, đường vũ đồng, sinh mệnh chi thần cổ nguyệt na, hủy diệt chi thần đường vũ lân, long thần lam hiên vũ, người một nhà cuối cùng đoàn tụ, còn có cái gì có thể so sánh này hạnh phúc hơn đâu? có thể là, nãi nãi, ngài, lam hiên vũ thân thể đột nhiên có chút run rẩy, hắn đã thành long thần, là thần vương cấp cường giả mặc dù còn không phải đã từng long thần như thế chí cao thần vương nhưng ở thần vương bên trong cũng tuyệt đối là hạng nhất cường giả hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nãy nãy trong thân thể có một loại rách nát khí tức cái kia không nên nên thần chi sẽ có coi như là người bình thường cũng sẽ không như thế à hắn thử nghiệm chú người một chút thần lực đến giữa trong thân thể nhưng tiểu vũ thân thể lại tựa như hắc động thần lực của hắn chú người về sau lập tức liền như là nên nhu người như biển biến mất không có chuyện gì không có chuyện gì ta rất tốt tiểu vũ cười cười sờ lên đầu của hắn sau đó lại bắt hắn lại tay ánh mắt của nàng theo bên cạnh mình nhi tử thân nữ nhi bên trên quét qua nhìn lại một chút con dâu cùng nữ cưới tam ca tam ca ngươi tới tiểu vũ mỉm cười nhìn về phía trước hô hoán đường tam mẹ một đường vũ đồng cũng nhịn không được nữa trực tiếp té nhào vào nàng trong ngực lên tiếng khóc giống đường múa giảng hòa cổ nguyệt na cũng ý thức được cái gì bởi vì đường tam ngay tại tiểu vũ trước người cách đó không xa a à? có thể là nàng lại hô hoán tên của hắn nàng nhìn hắn mặc dù trong mắt tràn đầy ý cười nhưng ánh mắt nhưng dần dần trống rỗng đường tam đáy mắt bên trong qua một vệt nồng đậm bí ý lặng yên tiến lên đưa nàng ủng người trong ngực của mình ta ở đây ta vẫn luôn ở đây đường tam chặt chẽ ôm lấy thê tử thanh âm của hắn ấm áp mà ôn hòa trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt nước mắt lại không bị khống chế theo hai gò má chảy xuôi nguyên bản đang ở chúc mừng thần vương nhóm đều trầm mặc bọn hắn lẳng lặng vây chung quanh cũng không nói gì cũng không có hỏi bọn hắn cũng đều biết một ít chuyện chẳng qua là không nghĩ tới tất cả những thứ này sẽ tới nhanh như vậy quang minh thần vương trường cung uy đưa tay phóng xuất ra một đạo thánh quang chiếu dọi tại trên người tiểu vũ nhưng này thánh quang vừa mới vừa mới tiến còn nhỏ múa thân thể liền lặng yên không một tiếng động biến mất tựa như trước đó làm hiên vũ chúng người trong cơ thể tiểu vũ thần lực một dạng đường tam quay đầu nhìn về phía trường cung uy nhẹ nhàng hướng hắn lắc đầu trường cung uy thầm than một tiếng lui lại nửa bước đồng thời phất phất tay ra hiệu các vị thần vương lui lại một chút đem thời gian lưu cho bọn hắn người một nhà tại sao có thể như vậy ba ba tại sao có thể như vậy mụ mụ nàng làm sao vậy đường vũ lân thanh âm kịch liệt thuận run lấy hắn chờ đợi bao nhiêu năm mong mỏi có thể cùng phụ mẫu cùng tỉ tỉ từng cái nhà đoàn tụ có thể là lúc này mới vừa mới đoàn tụ a nhi tử cũng thật vất và thoát khỏi lớn nhất mối nguy mẫu thật lại đột nhiên lâm vào dạng này trạng thái bên trong không có chuyện gì nhi tử mụ mụ không có chuyện gì ta rất tốt đây tiểu vũ ôn nhu nói đường vũ lân bờ môi run rẩy kịch liệt lấy hắn đã là hủy diệt chi thần đối hủy diệt cảm giác là như thế rõ ràng giờ này khác này hắn dĩ nhiên có thể cảm nhận được tiểu vũ trong thân thể có một loại lực lượng quỷ dị đó đã không phải là hủy diệt chi lực so hủy diệt chi lực càng thêm đáng sợ đó là tiêu vong cái kia rõ ràng là từng cái loại sinh mệnh tiêu vong hiện tại tiểu vũ không chỉ không phải thần chỉ thậm chí liền sinh mạng thể cũng không tính, trong cơ thể nàng căn bản cũng không có một điểm sinh cơ. Dù cho ở đây có chừng 16 vị thần vương, cũng không cách nào vì nàng đoạt lại sinh mệnh. Bạn đang xem trung cực đấu la được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Hết phần này mình ra tiếp đấu la đại lục phần 5, đường tam trọng sinh. Các bạn nhớ đón xem nhé, Linh tiểu mụi để ở dưới phần mô tả. Tiểu vũ nói khẽ, ta thật tốt thỏa mãn, các người biết không, chúng ta một nhà có thể đoàn tụ, ta thật đặc biệt thỏa mãn, ta rất vui vẻ nhất là nhìn thấy các ngươi đều có nhà con rể của ta rất tốt con của ta tức cũng rất tốt các ngươi về sau đều phải cẩn thận đều phải cẩn thận sống qua ngày nhiều bồi bồi ba của các ngươi cháu của ta cũng rất tốt đâu ta có hay không cháu dâu đâu có nãi nãi có lam hiên vũ cố nén không để cho mình khóc thành tiếng bạch tú tú sớm đã đi tới bên cạnh hắn lam hiên vũ hướng nàng nhẹ gật đầu bạch tú tú lặng yên đi vào tiểu vũ trước mặt cầm nàng tay nãi nãi ta là tú tú là hiền vũ thê tử tiểu vũ nắm nàng tay cười híp mắt nói thật tốt cháu của ta cũng có người yêu của mình thật tốt về sau so liền làm phiền ngươi quan tâm hắn á lần đầu gặp gỡ nãy nãi không có vật gì tốt đưa cho ngươi cái này liền cho ngươi đi đây là lúc trước các ngươi ra ra trải đầu cho ta lược với ta mà nói rất có kỷ niệm ý nghĩa đây nói xong nàng đem nắm nho nhỏ lược nhét vào bạch tú tú trong tay đó cũng không phải cái gì thần khí chẳng qua là nắm bình thường lược mà lại rõ ràng là một mực tại sử dụng lược có thể này nắm lược bên trên lại phảng phất ký thác muôn vàn cảm xúc bạch tú trịnh trọng tiếp nhận lược nhịn không được khóc lên nãi nãi ngài ngài nhất định sẽ tốt ừm ta rất khỏe a à. ta thật rất tốt a à. có thể nhà đoàn tụ thật tốt tiểu vũ nụ cười trên mặt Thủy trung đều tại nàng không có một chút bi thương cảm xúc tái nhợt mà tuyệt mỹ trên khuôn mặt chỉ có thỏa mãn cùng vui sướng bọn nhỏ xin lỗi a à. ta muốn đem còn lại thời gian lưu cho gia gia của các ngươi đây dù sao mặc dù các ngươi đều là ta hậu đại nhưng ta thích nhất vẫn là hắn đây ha 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 nói xong lời cuối cùng tiểu vũ lại có chút thẹn thùng trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt tiểu vũ đường tam nhẹ nhàng hô hoán tiểu vũ hơi hơi xoay người để cho mình thân thể hoàn toàn kề sát ở đường tam trong ngực hai tay nâng lên vườn quanh tại trên cổ của hắn dùng hai má của mình dán vào hai má của hắn đường tam vô ý thức ôm chặt nàng phảng phất muốn đưa nàng toàn bộ khí tức đều nhớ xong kỳ thật ta biết ta đều biết tiểu vũ nhẹ nói ra ngươi là cố ý muộn trở về một điểm có đúng hay không đường tam không có mở miệng nước mắt càng không ngừng chảy xuôi tiểu vũ nói xin lỗi a tam ca thật xin lỗi không có cái gì có lỗi với nếu như là ta ta cũng sẽ như thế lựa chọn tiểu vũ ta yêu ngươi thanh âm đường tam cuối cùng nhiều mấy phần run rẩy hàn rốt của khắc chế không được tâm tình của mình Tiểu Vũ mỉm cười nói: Đừng khóc a, à. hôm nay là chúng ta một nhà đoàn tụ ngày vui, đừng khóc a. À. Ngươi mộc tới liền không có ta đẹp mắt, áo thời điểm thì càng xấu đây. Ha ha Minh. Đường Tam hít sâu một hơi, miễn cưỡng khống chế tâm tình của mình. Tốt, tốt, ta không khóc, ta không khóc. Tiểu Vũ mỉm cười nói: Này là được rồi đây, hôm nay thật chính là ngày tháng tốt đầu, ta cuối cùng nguyện vọng cũng đã thực hiện, cháu của chúng ta bình an vô sự. Tam ca, đời này cùng với ngươi có thể trở thành thê tử của ngươi ta thật rất hạnh phúc đặc biệt đặc biệt hạnh phúc ta chưa từng có hối hận qua lựa chọn của mình có lẽ đời trước ta cứu vớt vũ trụ đời này mới có thể gặp gặp ngươi đi chúng ta tại từng cái lên thời gian đã rất dài rất dài có thể là ta vẫn không nỡ không nỡ bỏ ngươi một mực mặt mỉm cười nàng giờ này khác này cuối cùng có từng cái tơ giọng nghẹn ngào ta vẫn luôn biết chúng ta kỳ thật cũng sớm đã trở về Ngươi là cố ý không cho thần giới tìm tới nơi này còn mỗi ngày đều làm bạn ở bên cạnh ta chính là vì để cho ta lòng có ký thác có thể đủ nhiều sống mấy ngày thế là ta sẽ giả bộ không biết ta cũng muốn a à, cũng muốn nhiều bồi bồi ngươi hầu ở bên cạnh ngươi tam ca ta cũng tốt yêu ngươi có thể là ta vẫn còn muốn đi ta đi về sau ta biết ngươi nhất định sẽ rất khó chịu thế nhưng ngươi còn có thật nhiều trách nhiệm a à, ngươi muốn trưởng quản thật là thần giới phải thật tốt chiếu cố nữ nhi của chúng ta nhi tử làm tốt chúng ta này một nhà đại gia trưởng nếu như ngươi nhớ ta ngươi liền nhìn một chút nó đi nói xem tiểu vũ lấy tay kéo qua chính mình thật dài vào cặp bầy nhỏ thanh âm đường tam trong nháy mắt liền ngạnh ở sau một khắc tiểu vũ trong tay khởi đầu tận gốc đất gãy một đầu lớn lên phát tươi đã tại trong tay nàng tại gãy mất phát bảy lợi cái kia nàng cả người sắc mặt biến trở nên một mảnh xám trắng nàng tay có chút run rẩy đem cái kia phát tươi nhét vào đường tam trong tay ôn nhu nói Sống sót mới là nhất, có thể tử vong chẳng qua là trốn tránh, ngươi muốn làm cái dũng cảm người a, à. còn có thật nhiều rất nhiều việc chờ ngươi bảo vệ tốt các hài tử của chúng ta, thật tốt giúp Hiên Vũ thành lập thần giới. Tam ca, ta yêu ngươi, Tiểu Vũ lại một lần nói ra chính mình đối với hắn yêu. Ta cũng yêu ngươi, Tiểu Vũ, Đường Tam nắm Tiểu Vũ bím tóc, thân thể run rẩy kịch liệt lấy ta yêu ngươi, cũng yêu bọn nhỏ, ta yêu các ngươi, thật thật yêu tốt thương các ngươi, ta không nỡ bỏ ngươi thật tốt không nỡ bỏ ngươi nhóm a. Tiểu Vũ trong mắt đẹp, óng ánh nước mắt lặng yên nhỏ xuống, tướng nước theo đường tam vạt áo trượt xuống, ngã người trong bàn tay hắn. Tiểu Vũ nhìn xem phương xa, trong mắt đẹp nhiều hơn mấy phần bao la mờ mịt. Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt sao? Còn nhớ rõ chúng ta đã từng hết thảy sao? Tam ca, vì ngươi ta nguyện yêu quý toàn bộ thế giới, nếu như còn có kiếp sau, ta còn làm ngươi. Hai con người khép kín, Tiểu Vũ cứ như vậy tại đường tam trong lồng ngực lặng yên không một tiếng động hóa thành điểm điểm hào quang cứ như vậy ở trong không gian tiêu tán lấy này một cái chớp mắt phảng phất toàn bộ thế giới đều dừng lại toàn bộ vũ trụ bên trong lặng ngắt như tờ các vị thần vương trước một khắc còn đang ước ao đường tam một nhà một môn lục thần vương giờ khắc này lại đều nội tâm bi thống bọn hắn đều có chính mình yêu thê tử khi bọn hắn mắt thấy tiểu vũ tại đường tam trong ngực bắt đầu tiêu tán thời điểm một loại khó mà hình dung khủng hoảng theo bọn hắn trong lòng lướt qua tâm tình của bọn hắn vô cùng trầm trọng. Đường Tam ngơ ngác trôi nổi ở nơi đó, ngơ ngác nhìn ngược mình thê tử chậm rãi tiêu tán, cảm thụ nhìn nàng cái kia tràn đầy tức nuối quyến luyến, cả người hắn đã hãm người mờ mịt cùng ngốc trệ bên trong. Mụ mụ một, đường Vũ Lân Bi thiết một tiếng, quỳ xuống, ở bên cạnh hắn cổ Nguyệt Na, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú cũng đều quỳ xuống. Mẹ từng cái, đường Vũ Đồng đau kêu thành tiếng, đột nhiên nhào người đường Tam trong lồng ngực, lên tiếng khóc lớn, đối Vũ Hạo yên lặng đi theo bên người nàng, trên mặt sớm đã tràn đầy bí ý. Đường Vũ Lân cả người lúc này đã gần như điên cuồng, trên thân nồng đậm hủy diệt khí tức kịch liệt phun trào. Hắn trăm triệu thu nghĩ đến, trọn vẹn sau 10.000 năm hôm nay, bọn hắn nhà thật vất vả đoàn tụ, hắn mới cảm nhận được mẹ khí tức, mẫu thân lại cứ như vậy cách mình mà đi. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Vì cái gì thượng thiên đối ta như thế bất công? Đường Tam vô ý thức tiếp được ngực mình nữ nhi, tay phải hướng đường Vũ Lân vỗ tới từng cái cuồng sáng màu vàng óng rơi vào đường vũ lân trên thân giúp hắn ngăn chặn tự thân dâng trào hủy diệt khí tức tại đường vũ lân bên người cổ nguyệt na cũng vội vàng nắm ôm lấy hắn dùng trên người mình sinh mệnh khí tức dỗ giành lấy cực độ bi thống hắn đường tam nhẹ nhàng vuốt ve đường vũ đồng tóc dài ánh mắt đã kinh biến đến mức trống rỗng các vị thần vương lúc này cũng không biết nên nói cái gì mới tốt cứ việc tại trong bọn họ có một ít người trước đó liền đã biết tiểu vũ tình huống có thể là thật thấy vị thần này vương vợ cứ như vậy rời đi tâm tình của bọn hắn cũng vô cùng trầm trọng trong vũ trụ vô hình bi khuếch tán thần vương bi thương xâm nhiễm lấy hết thảy chung quanh vô luận là sau lưng thần giới vẫn là xa xa đấu la liên bang hạm đội hay là long mã song tinh cơ hồ chỗ có sinh vật đều tại thời khắc này hắm người bi thương nồng đậm bên trong đường tam chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía càng trên không hơn hắn phảng phất thấy được thê tử lúng đồng tiền nàng đã từng là như vậy hoạt bát đáng yêu về sau nàng là như thế ôn nhu hiền lành có nàng ở bên cạnh thời kỳ vô luận đối mặt như thế nào khó khăn hắn đều lòng tin mười phần đây không phải nàng đệ nhất một lần rời đi hắn lần kia hắn đều coi là muốn mất đi nàng đoạn thời gian kia cũng là hắn nhân sinh bên trong đến tối thời khắc sau này nàng cuối cùng bị sống lại bọn hắn cũng cuối cùng vượt qua hạnh phúc tháng ngày bọn hắn có con trai có con gái bọn hắn thủy chung làm bạn tiểu vũ ta không nỡ bỏ ngươi nước mắt theo đường tam trong đôi mắt chậm rãi trượt xuống giờ này khắc này, nội tâm của hắn tràn đầy tức nuối. Mẹ! Đường vũ đồng nghe được phụ thân câu nói này càng là lên tiếng khóc giống, trong miệng la lên. Mụ mụ, ai đường tam thở dài một tiếng, hai tay vung lên, dùng nhu hòa lực lượng nâng đường vũ đồng, để cho nàng đứng ở một bên, cũng nâng lên quỳ trên mặt đất thất thanh khóc giống đường vũ lân, cổ nguyệt na, làm hiền vũ cùng bạch tú tú. Trước đường khóc, đường tam có chút thanh âm trầm thấp trong không khí quanh quẩn khiến cho mọi người tiếng khóc hơi thu mấy phần ba ba mụ mụ có phải hay không còn có thể sống sót đúng hay không đường vũ lân hai mắt đẫm lệ rồi lại tràn ngập chờ mong nhìn về phía đường tam mặt khác thần vương tầm mắt cũng không hẹn mà cùng tập trung vào vừa mới truyền thừa hủy diệt chi thần thần chỉ vị trí đường vũ lân trên thân nếu như có thể ngăn cản nàng rời đi có thể làm cho nàng tiếp tục sống sót thần vương vợ làm sao lại dễ dàng như vậy liền gió diệt à thế nhưng ở thời điểm này bọn hắn ai cũng không đành lòng nói ra nếu như vậy lại đến kích thích đường ta một nhà Đường Tam cũng lộ ra một vệt dị dạng nụ cười, "Đúng vậy a, à, mụ mụ người sẽ không chết, nàng nhất định còn sẽ sống lại." Các người chưa định thần, nghe ta nói. Nghe xong phụ thân nói mẫu thân còn có thể sống lại, Đường Vũ Lân cùng Đường Vũ Đồng tỷ đệ hai người nhất thời đều sửng sốt một chút, cảm xúc cũng theo đó trở nên ổn định rất nhiều. Đường Tam ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần bối rối, nói khẽ, "Đều là ta không tốt, là ta không có chiếu cố tốt mẹ của các người, là ta vào lúc đó không để ý đến tình huống của nàng." mới có hôm nay bi kịch ý thức của hắn phảng phất lại về tới đã từng về tới quá khứ cha vì cái gì đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ngài cùng mụ mụ vẫn luôn không chịu nói cho ta biết mụ mụ đến tột cùng là thế nào nhận tổn thương vì cái gì dùng năng lực của ngài đều không thể đưa nàng chữa cho tốt à đường vũ đồng cất tiếng đau buồn hỏi đường tam nhẹ nhàng lắc đầu đều là ta không tốt là tại thời không loạn lưu cuốn đi thần giới thời điểm mụ mụ ngươi vì giúp ta mà nhận lấy trọng thương khi đó ta không có phát hiện nàng cũng không chịu nói cho ta biết sợ nhiễu loạn ta thủ hộ cùng trưởng khống thần giới quyết tâm sợ ta vô pháp bảo vệ thần giới nàng trực yên lặng thừa nhận này cắt chờ đến thần giới ổn định lại nàng rốt cuộc áp chế không nổi thương thế thời điểm hết thảy liền đều đã không thể nghịch chuyển chúng ta thần chỉ là sẽ không xảy ra bệnh cũng không dễ dàng thụ thương chỉ khi nào thừa nhận rồi không thể nghịch thương thế vậy liền thật chính là không có thuốc chữa ta nghĩ hết hết thảy biện pháp mong muốn giúp nàng khôi phục lại lại chẳng qua là miễn cưỡng chỉ hoãn thời gian, đều là ta không tốt, là ta không có chiếu cố tốt nàng. Kỳ thật, thân thể của nàng đã sớm không chịu nổi, cho dù là tại nồng nặc nhất tiên linh chi khí duy trì dưới, cũng không chịu được nữa. Chúng ta kỳ thật đã sớm biết trở về đường, tìm được người đệ đệ vị trí, thế nhưng, ta không thể nói cho nàng. Hy vọng trong lòng thực là ủng hộ nàng sống sót nguồn suối, một lại mất đi này phần hy vọng, nàng liền sẽ giống như bây giờ, cái kia thâm hồng chi mẫu vi phạm vũ trụ pháp tắc. Trên thực tế, nàng chân chính phải đối mặt chữ trụ pháp tắc mang tới trừng trị, là chúng ta, là chúng ta lúc này về thần giới. Đừng nói nàng vừa mới trở thành thần vương, coi như nàng có thể củng cố nàng cái kia thần giới, nàng cũng không thể nào là đối thủ của chúng ta. Mặc dù nàng đang dãy dụa, nhưng nàng dãy dụa đều là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Hiên mặt chữ trước khi trở thành long thần nguy hiểm cơ, chúng ta không thể không trở lại, bằng không mà nói, hiên vũ liền sẽ có nguy hiểm tính mạng, mà ta cũng biết, lúc kia, mụ mụ ngươi thân thể kỳ thật đã đến lúc nào cũng có thể sẽ bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ cũng nên để cho nàng cuối cùng gặp lại đệ đệ ngươi một nhà mặt cho nên chúng ta trở về nàng cuối cùng vẫn là muốn ly khai lần này nàng rời đi có thể sẽ đi địa phương rất xa rất xa hắn đến sẽ triệt để đem chúng ta quên vĩnh viễn cũng không cách nào khôi phục này phần trí nhớ thế nhưng ta vẫn là sẽ đem nàng tìm trở về nhất định sẽ đường tam huynh quang minh thần vương trưởng cung uy nhịn không được mở miệng nói đường tam quay đầu nhìn về phía hắn lạnh nhạt cười lại lắc đầu ý ta đã quyết trường cung huynh dễ cho ta nói hết đi trường cung uy vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu cuối cùng không tiếp tục mở miệng đường tam tầm mắt chuyển tới yên lặng rơi lệ lam hiên vũ trên thân mỉm cười nói hiên vũ ngươi tới lam hiên vũ ngẩng đầu vội vàng trôi giạt bồng bềnh đi vào trước mặt xa ra, ra cúi đầu bái xuống dưới đường tam nhạt tay sờ lên đầu của hắn mỉm cười nói có người ưu tú như vậy cháu trai ta hết sức kiêu làm, thật sự là thấy sự khó liệu, không nghĩ tới, có một ngày cháu của ta vậy mà lại truyền thừa long thần thần chỉ vị trí. Trước người truyền thừa long thần thần chỉ vị trí toàn bộ quá trình, chúng ta đều thấy được, đây là ta đã thấy thần chỉ vị trí trong truyền thừa gian nan nhất một lần, ngươi cũng chịu đựng áp lực thực lớn, thế nhưng, áp lực càng lớn, ngươi lấy được cũng càng nhiều, có mấy món sự tình ta muốn can dặn ngươi, nhất định phải nhớ. Vâng, ra ra, làm hiền vũ cùng kính đáp. Đường Tam nói long thần là vũ trụ duy nhất tồn tại cái gọi là vũ trụ duy nhất một liền là tại toàn bộ trong vũ trụ vô luận có nhiều ít long tộc vô luận có nhiều ít không gian song song bên trong có long tộc có thể được xưng là long thần cũng chỉ có một vị cũng ngay tại lúc này ngươi long thần sở dĩ mạnh mẽ sở dĩ có thể trở thành trí cao thần vương hán chữ này trụ chỉ đặc tính là cực kỳ then chốt làm vũ trụ duy nhất long thần ngươi sẽ có được hết thảy long long tộc thành viên đối tín ngưỡng của ngươi ngươi cũng phải cấp chúng nó phản hồi này không chỉ là mang cho ngươi lực chuẩn, càng là ngươi gánh chịu một phần trách nhiệm nặng nề. Hiểu ý của ta không? Ta hiểu rõ, làm hiền vũ gật gật đầu. Đường Tam tiếp tục nói, truyền thừa long thần thần chỉ vị trí, ngươi không thích hợp tiến vào người chúng ta thần giới. Bởi vì ngươi thần chi vị trí quá mạnh, một khi ngươi tiến vào người chúng ta thần giới, dùng long thần vũ trụ duy nhất đặc tính, ngươi là nhất định phải trở thành thần vương chi vương. Nhưng chúng ta thần giới chọn lựa lại là một loại chung nhau quản lý căn thức, không thích hợp ngươi chúng ta thần giới cũng gánh chịu không ở ngươi dạng này thần vương ngươi tiến vào thần giới về sau cần cực kỳ năng lượng khổng lồ tới chống đỡ tự thân tồn tại cùng với long tộc tín ngưỡng cho nên ngươi nhất định phải tự lập thần giới thuê nói vô ích tại tự lập thần giới phương diện này coi như là chúng ta này chút đã thành thần vương người cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào chúng ta càng nhiều đều là tại tiền bối trên cơ sở kế thừa thần giới mà thân là long thần ngươi tự thân thần lực lại quá mức mạnh mẽ và bá đạo bởi vậy ta kiến nghị Người tại kiến lập thần giới thời điểm muốn do nhỏ đến lớn, lúc vừa mới bắt đầu phải tránh tham đại cầu toàn, nhất định phải từ nhỏ làm lên, triệt để trưởng khống toàn bộ thần giới. này đối với ngươi mà nói mới là trọng yếu nhất. Long mã song tinh vốn là do các người long tộc thống trị địa phương, làm thần giới cơ sở không có gì thích hợp bằng. Tú tú hiện tại cũng đã là long mã song tinh sinh mệnh hạch tâm, mà tại long mã liên bang bên trong thần cấp trở lên cường giả số lượng rất nhiều. này hai khỏa tinh cầu đáy xúc tích thâm hậu làm ngươi về sau thành lập thần long giới vực cơ sở không có vấn đề gì cả ta kiến nghị ngươi làm cho cả long mã liên bang thần cấp cường giả toàn bộ tiến vào người này hai khỏa tinh cầu nhưng bình thường không có đi đến cường giả thần cấp rời xa này hai khỏa tinh cầu tương lai khi bọn hắn lực lượng đột phá đến thần cấp về sau mới một lần nữa trở về này cũng sẽ trở thành ngươi nắm trong tay mảnh tinh vực này bên trong thần giới thành vì tất cả trùng quần tu luyện cùng tăng lên từ mục tiêu của ta thành lập thần giới về sau người có khả năng bằng vào thần vương quyền hành thiết trí thần chỉ vị trí lấy các người hiện ở bên này thần cấp cường giả thực lực đến xem trên cơ bản đều muốn hạ thấp từng cái cấp mới có trở thành thần chỉ tư cách cũng chính là các người hiện tại siêu thần cấp cường giả có thể trở thành nhị cấp thần chỉ chân thần cấp cường giả có khả năng thành là cấp ba thần chi nguyên bản thần cấp cường giả có khả năng trở thành thần quan yếu kém thần cấp cường giả thậm chí còn muốn cố gắng nữa tu luyện mới có trở thành thần quan tư cách long mã liên bang bên trong loại tầng thứ này cường giả số lượng không ít đủ để giúp người chống đỡ lấy toàn bộ thần giới phát triển thần giới cũng không cần vội vàng không nên gấp cắt nhất định muốn chậm rãi cầu chi chúng ta chỗ thần giới sẽ tạm thời tại đấu la liên bang bên kia dừng lại cánh chịu bên kia thần chỉ người sáng tạo thần giới muốn cùng chúng ta thần giới bù đắp nhau người có cái gì vô pháp quyết đoán sự tình có khả năng đến đây xin giúp đỡ hai chúng ta thần giới muốn cùng nhau trông coi người cũng đã trải qua nhiều như vậy cũng nhìn thấy thâm hồng chi vực tình huống vũ trụ đối chúng ta mà nói vẫn như cũ, là thần bí mà rộng lớn, cho dù là thần vương cấp độ cường già, tại toàn bộ trong vũ trụ, cũng người phần nhỏ bé. Cho nên, vô luận lúc nào đều muốn đối vũ trụ, có mang lòng kính nể, hết thể dùng ổn làm chủ, không thể liều lĩnh, hai chúng ta thần giới cùng nhau trông coi, chậm rãi phát triển, tuy nói chưa chắc có thể tuyên cổ trường tồn, nhưng ít ra ổn định phát triển là không có vấn đề gì cả. Vâng, ra ra, làm hiền vũ không ngừng gật đầu, hắn biết. Gia Gia dạy bảo chính mình này chút, đều là sáng tạo thần giới trọng yếu nhất. Đường Tam, nơi xa Long Tộc, Thiên Mã Tộc cùng với Long Mã Liên bang mặt khác các tộc siêu thần cấp các cường già đều nghe được. Bọn hắn tự nhiên là trong lòng mừng như điên. Thần giới, thu về bọn hắn chính mình thần giới, dùng Long Mã Liên bang làm cơ sở thành lập thần giới. Bọn hắn những cường giả này đều có thể thêm nhân thần giới, thành là chân chính thần, lại không chịu thọ nguyên làm phức tạp. Còn có cái gì sau này càng khiến người ta hưng phấn sự tình sao? tuy nói long mã song tinh bên trên chủng quần di chuyển là khá là phiền toái một sự kiện nhưng đây là phù hợp hết thảy chủng quần lợi ích càng quan trọng hơn là long mã liên bang thần giới thành lập tương đương với mang cho hết thảy chủng quần một cái bay lên lối đi làm thực lực của người đủ mạnh thời điểm là có thể trở thành thần chi tiến vào nhân thần giới có được trường tồn cơ hội đây đối với đủ loại bầy dân chúng bình thường tới nói sao lại không phải chuyện tốt đâu coi như thành lập tân thần giới về sau thần giới đối nắm trong tay tinh hệ đều có tín ngưỡng lực nhu cầu, tu luyện, đến thần cấp lại so với trước kia khó khăn rất nhiều, có thể là bọn hắn dù sao đều đã đi đến thần cấp A, hậu đại chỉ cần có cơ hội như vậy đủ rồi. Kỳ thật bọn hắn thấy Lam Hiên Vũ trở thành long thần thời điểm, trong lòng là thấp thỏm, long kỵ sĩ nhóm đều biết, Lam Hiên Vũ kỳ thật cũng không phải là thuần túy long tộc, mà là nhân loại, hắn tâm nhất định vẫn là hướng về đấu la liên bang, về sau vị thần này vương sẽ như gì quyết định, bọn hắn người nào cũng không nói được mà lúc này đường tam đối lam hiên vũ căn dặn tương đương với cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần bọn hắn liền muốn có được thuộc về mình thần giới thực sự trở thành thần trì ạ à? đường tam trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười bình tĩnh nhìn xem lam hiên vũ nói hiện tại ta đã trở về chúng ta một nhà cũng đoàn tụ cũng nên là ngươi nhận tổ quy tông thời điểm ta hết sức cảm tạ phụ thân người cha mẹ nuôi hắn cha mẹ nuôi sớm đã bị ta dùng phương thức đặc thù tiếp đến chúng ta bên này thần giới ở tại thần giới bên trong làm thần quan sinh tồn lấy Người tại kiến lập thần giới về sau Cũng có thể đưa người cha mẹ nuôi tiếp vào người thần giới bên trong Giao phó bọn hắn thần quan thần chi vị trí Để bọn hắn một mực bồi bạn người Đây là đối bọn hắn dưỡng dục trên cảm tạ Mặc dù chúng ta đã là thần vương Nhưng cho dù là thần vương cũng có tình cảm Cũng ít nhiều sẽ có tư tâm Đối với điểm này Người không cần quá để ý Chỉ cần làm đến không thẹn với lương tâm như vậy đủ rồi Vâng, ra ra, ta hiểu được Lam Hiên Vũ vội vàng liên tục gật đầu. Đường Tam mỉm cười nói, "Còn có chính là, cho dù là Đấu La Liên Bang bên này người, nếu như tại thành thần về sau nguyện ý đi tới ngươi chỗ thần giới, chúng ta bên này cũng sẽ không ngăn cản, ngươi sớm cùng chúng ta bên này thần giới ủy viên hội trả hỏi là được, chúng ta bên này thần giới hiện tại tương đối bão hòa, thần trì vị trí cũng là có hạn." Lam Hiên Vũ trong lòng vui vẻ, mặc dù Long Mã Liên Bang bên này chỗ có thần cấp cường giả tương lai khẳng định sẽ tuy, hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó nhưng này dù sao không phải chân chính có khả năng tín nhiệm người một nhà à muốn là lúc do đồng bọn của mình tại tu luyện thành thần về sau có khả năng đến chính mình thần giới vậy mình ít nhất cũng có cái chuyện thương lượng đồng bạn hắn đã từng mộng tưởng liền là nhường tam thập tam thiên dược tất cả mọi người tu luyện tới thần cấp trở thành học viện sử lai khắc trụ cột vững vàng bất quá hắn cũng không nghĩ tới chuyện tiến triển lại nhanh như vậy cho tới bây giờ đã thành thần vương hắn đều còn có chút như trong mộng cảm giác từ giờ trở đi người nhận tổ quy tông cải thành họ đường tên không thay đổi, dùng cảm niệm người cha mẹ nuôi chiên tình, liền gọi Đường Hiên Vũ, được không?" Đường Tam khẽ cười nói. "Tạ ơn gia gia, làm Hiên Vũ thế nào, vẫn không rõ ý của gia gia, lập tức hướng Đường Tam quỳ xuống lại. Theo giờ khắc này bắt đầu, hắn mới chính thức trở về đường gia, là vì Đường Hiên Vũ. Đường Vũ lần trước đó cũng đã nói, phải chờ tới Đường Tam trở về về sau, hắn có thể một lần nữa trở về. Đây là đối với hắn cha mẹ nuôi tôn trọng. Hiện tại có Đường Tam làm chủ, hết thảy tự nhiên là nước chảy thành sông. Đường Tam đem Hiên Vũ kéo lên, nhìn xem chính mình này tướng mạo anh Tuấn cháu trai, trong lòng thật chính là vô cùng hài lòng. Hắn hướng phía Bạch Tú Tú vẫy vẫy tay. Bạch Tú Tú vội vàng đi vào trước mặt đường Tam, cung kính bái xuống dưới, ra ra. Đường Tam kéo nàng, đưa nàng tay nhét người đường Hiên Vũ trong tay, mỉm cười nói, các ngươi trải qua gặp chắc trở, lưỡng tình tương duyệt, hôm nay ra ra liền đại diện cho các ngươi. Theo giờ khắc này bắt đầu, các ngươi chính thức thành làm phu thê về sau muốn trợ giúp lẫn nhau thủ hộ thần giới tạ ơn ra ra đường hiên vũ cùng bạch tú tú lên hướng đường tam bái xuống đường tam mỉm cười chuyển hướng đường vũ lân cùng cổ nguyệt na nói các ngươi cũng tới đường vũ lân xoa xoa trên hai gò má nước mắt lôi kéo cổ nguyệt na đi vào trước mặt phụ thân nhìn xem con của mình con dâu đường tam trên mặt toát ra bôi vẻ phức tạp than nhẹ một nói đều là bởi vì chúng ta các ngươi nhiều năm như vậy thừa nhận rồi nhiều như vậy thống khổ cha cha mẹ cách có lỗi với các ngươi cũng may hiện tại đã là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng các ngươi trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở thành cầu hai vị thần vương thần vương chi kiểm tra ta đã đáp ứng sinh mệnh cùng yêu thiên hai vị thần cũng có thể làm 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 sinh mệnh cùng hủy diệt hai nhận người bởi vì cái gọi là nâng hiền không tránh thân ta cho là các ngươi có cái này vương sẽ vì bọn họ tuyển hàng thích hợp người thừa kế tư cách cho nên mới sẽ sẽ đem sinh mệnh cùng hủy diệt hai cái trọng yếu thần vương vị trí chuyển cho các ngươi chờ đến thần giới về sau các người trước muốn ổn mối cố tốt chính mình thần vị có cái gì không hiểu liền đi ta tỉ tỉ của các ngươi tỷ phu hiểu chưa đáp vậy ngài đâu đường vũ lân trong lòng đột nhiên dâng lên từng cái bất an mãnh liệt có chút vội vàng hỏi đường ta mỉm cười nói ta quản lý thần giới lâu như vậy chẳng lẽ còn có thể một mực quản sự hay sao trên thực tế làm thần vương cũng không có vui vẻ như vậy càng nhiều hơn chính là lặp lại khô khan sinh hoạt mà thôi nghe hắn câu nói này ở đây thần vương nhóm không ít đều gật đầu nhất là những cái kia tương đối tôn trọng tự do thần vương đường tam nhìn một chút nhi tử con dâu nữ nhi nữ tế cháu trai tôn tức sau đó giữ chặt bên người đường vũ đồng tay mỉm cười nói người nhà đầu này về sau cũng muốn ít tùy hứng biết không đường lão khi dễ vũ hạo đường vũ đồng uốn éo người ta lúc nào khi dễ hắn rồi ta khi dễ hắn hắn còn có thể tu luyện tới thần vương cảnh giới ngài lúc nào đứng ở cái kia một bên đi đường tam mỉm cười nói phú hạo đối người tốt ba ba đều nhìn ở trong mắt thẳng thắn nói mỗi một cái ba ba đều nghĩ đuổi đi hết thầy truy nữ nhi của mình nam hải tử có thể là con gái lớn không dùng được thì có biện pháp gì đâu nếu như các ngươi chuẩn bị kỹ càng cũng có thể muốn hải tử đường vũ đồng khuôn mặt đỏ lên lại không nói gì đường tam lại cười xem nói các ngươi đều không cần lo lắng cho ta ta nói tiểu vũ đi lại địa phương xa ta đều chắc chắn đưa nàng tìm trở về không có nàng ta có thể qua không được thần giới này khô khan tháng ngày ạ à? giải mã huynh ta sau khi đi thần giới liền nhờ ngươi nay thần giới ủy viên hội ủy viên trưởng vị trí trừ ngươi ở ngoài lại không có ai có thể gánh chịu trường cung uy cười khổ nói ngươi đều nói rồi làm thần vương có nhiều buồn tẻ còn phải cho ta tại không ngại bên trên tăng thêm một bộ xiềng xích nỡ lòng nào à huống chi ngươi thật muốn đi sao vậy nhưng đường tam không chút do dự cắt ngang hắn nói đây là trong nội tâm của ta duy nhất một hy vọng, ta là nhất định phải đi, các ngươi cũng đều không cần khuyên ta, nói thật, trước mắt trạng huống như vậy đã so ta trong dự liệu càng tốt hơn, chúng ta một nhà đoàn tụ, ta tìm về các hài tử của ta, bọn hắn cũng đều có thể ổn định ở tại thần giới bên trong sinh hoạt, cháu của ta càng là truyền thừa mạnh mẽ thần vương vị trí, khiến cho ta lại tránh lo âu về sau, có thể lập tức liền đi truy tầm thê tử của ta, cứ như vậy, ta tìm tới nàng khả năng liền sẽ lớn, bằng không mà nói, vũ trụ mịt mờ làm trễ nải thời gian lại tìm đến khả năng liền quá xa vời cho nên ta phải nắm chặt thời gian đi tìm nàng trường cung huynh thần giới giao cho người ta yên tâm nhà ta bọn nhỏ cũng đều nhờ ngươi chiếu cố nếu có một ngày ta có thể mang theo tiểu vũ trở về nhất định sẽ hảo hảo mà cảm tạ ngươi kỹ trường cung uy miễn cưỡng cười một tiếng nói vậy ngươi sau khi trở về có thể liền không thể lại lời biếng về sau cũng đừng nghĩ để cho chúng ta bất luận cái gì người giúp ngươi trưởng quan thần giới đường tam cười ha ha nói tốt nếu như ta trở về ta liền vất vả chút từ khi hắn nói muốn đi tìm kiếm thê tử của mình hắn tựa hồ liền trở nên sáng sủa trong mắt ý cười là không che giấu được ba ba ngài ngài rốt cuộc muốn đi chỗ nào tìm mụ mụ a à? đường vũ đồng nhịn không được hỏi nói mụ mụ nàng không đường tam lắc đầu nhìn về phía xa xôi vũ trụ mụ mụ ngươi chẳng qua là biến thành ngôi sao nàng tại một chỗ xem chúng ta đây ta tìm tới cái kia viên tinh liền có thể tìm tới nàng đưa nàng mang về vô luận nàng biến thành cái dạng gì vô luận nàng có hay không nhớ kỹ ta ta đều sẽ đưa nàng mang về nhất định sẽ ra ra ngài là muốn trùng sinh sao đúng lúc này đường hiên vũ đột nhiên câu nói lệnh ở đây tất cả mọi người sửng sốt một chút đường tam cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía đường hiên vũ người làm sao biết ta muốn trùng sinh đường hiên vũ giật mình nhìn xem đường tam có thể là ra ra nếu như ngài trùng sinh liền muốn từ bỏ hiện tại cắt liền lại biến thành một người bình thường à nghe hắn kiểu nói này đường vũ đồng cùng đường vũ lân đều sắc mặt đại biến cha đường vũ đồng bi thiết một tiếng một phát bắt được đường tam cánh tay ta đã không có mụ mụ ngài làm sao bỏ được để cho chúng ta lại không có cha dùng ba có chút không đông mà nhìn xem nữ nhi lại nhìn về phía hài tử hắn vốn là không muốn nói liền là không nguyện ý nhường con cái gánh yêu lại không nghĩ rằng cạnh bị cháu trai cho nói toạc chữ ngươi là làm sao biết ta ý nghĩ Đường Tam có chút hiếu kỳ hướng Đường Hiên Vũ đường tắt vắng vẻ. Đường Hiên Vũ nói, ta trước đó đang tiếp thụ Thần Vương chi kiểm tra thời điểm, Long Thần cũng nghĩ như vậy, Long Thần chết, lúc trước Thần Long giới vực đại loạn, cũng cùng cái này có quan hệ. Ồ, có thể nói cho chúng ta nghe một chút sao? Đối với đã từng Thần Long giới vực phát sinh sự tình, nguyên thuộc về đấu la thần giới thần chi nhóm tự nhiên đều là cảm thấy hứng thú. Bạn đang xem trung cực đấu la được thuyết minh tại kênh YouTube Di các phim. Hết phần này mình ra tiếp đấu la đại lục phần năm đường tam trọng sinh các bạn nhớ đón xem nhé linh tiểu mụi để ở dưới phần mô tả ừm đường hiên vũ gật gật đầu đã từng thần giới được xưng là thần long giới vực long thần tướng ta đưa vào trong ảo cảnh đối ta tiến hành sát hạch nói là thông qua sát hạch về sau mới có thể kế thừa hắn long thần vị trí hắn cho khảo hạch của ta nội dung liền là để cho ta trợ giúp thần long giới vực vượt qua mối nguy ta tại huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại thời điểm phát hiện ta đã biến thành thời điểm đó long thần toàn bộ thần long giới vực đang ở cửa hành tràng đại điện muốn cho đã phi thường mạnh mẽ nắm trong tay thập đại tinh hệ tín ngưỡng lực thần long dưới thành tiến hóa làm thần nghe hắn nói đến đây ở đây các vị thần vương cũng không khỏi kinh thần tinh cái tên này đối bọn hắn thật sự mà nói là quá quen thuộc mặc dù bây giờ thần giới còn chưa đủ để trở thành thần tinh nhưng thần tinh là bọn hắn tương lai mục tiêu a à? lúc ấy ta liền muốn đó căn bản không có khả năng hoàn thành a à? liền mạnh mẽ như vậy long thần đều không có thể làm cho thần long dưới sườn núi tiến hóa làm thần tinh ta lại làm sao có thể làm đến đâu thời điểm đó ta căn bản không có lực lượng của long thần sau đó ta liền thấy thần long giới vực sụp đổ lịch ngay sau đó đường hiên vũ bắt đầu giảng giải mình tại thần vương chi thi đậu trải qua giảng giải long thần bi kịch đường tam nghe được long thần chi cho nên muốn thành tựu thần tinh là vì những nhi tử kế thừa vị trí của hắn chính mình xong đi tìm kiếm mình mình thê tử lúc trên mặt không khỏi lộ ra một bôi vẻ khiếp sợ nguyên lai like hắn không là cái thứ nhất có loại ý nghĩ đã từng long thần vậy mà cũng nghĩ như vậy Vưu tộc bi kịch mang cho ở đây các vị thần vương rung động đều phi thường cường liệt. Mạnh mẽ như vậy thần long giới Trung Quốc 18 vị thần vương cấp độ cường giả, lại thêm long thần vị này trí cao thần vương, nhưng như cũ tại vi phạm với vũ trụ pháp tắc tình huống giới cuối cùng quý bại, đưa đến toàn bộ thần giới sụp đổ, thậm chí sau này đấu la thần giới, vị thời không loạn lưu cuốn đi, đều rất có thể là vũ trụ pháp tắc mang đến kéo dài tổn thương. Ta đẩy ra long tộc thái tử, thả rằng thần tinh không thành, cũng muốn nhường thần long giới vực duy trì thần tinh không thành, nhiều nhất liền là thân là long thần ta lọt vào cắn trả, tổng không đến khắp cả thần long giới vực băng. Đường nhiên vũ tiếp tục giảng thuật chính mình sát hạch quá trình, hết thảy thần vương đều bị chuyện xưa của hắn hấp dẫn, cũng dần dần sáng lườm hắn lúc ấy đang đối kháng với các vị thần vương lúc trạng thái. Thần, thời khắc cuối cùng, ta chỉ cảm thấy lực áp bách thật sự là quá mạnh, nhưng vào lúc đó, đầu óc của ta đặc biệt tỉnh táo, trước đó suy nghĩ một một ít chuyện cũng bắt đầu trở nên phá lệ rõ ràng ta đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, tại. Đường Hiên Vũ vừa nói đến đây, đột nhiên, toàn bộ vũ trụ kịch liệt bóp méo một thoáng. Ngay sau đó, một đạo hồng sắc thiểm điện lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn trên trán. Đường Hiên Vũ chỉ cảm giác đến trong cơ thể mình long lực điên cuồng phun trào, hướng cái kia tia chớp bên trong tích xúc năng lượng, trong tay long thần thương trong nháy mắt xuất hiện cùng tia chớp đồng dạng màu đỏ, cái kia tia chớp xuất hiện một trong nháy mắt, ở đây hết thảy thần phương đều có loại tê dại cảm giác. Đây là không muốn nói ra tới đường tam trong nháy mắt hét lớn lên tiếng ngăn trở đường hiên vũ tiếp tục giảng giải đường hiên vũ cũng ý thức được cái gì trong nháy mắt ngậm miệng không nói đồng thời mặt lộ vẻ vẻ thống khổ các vị thần vương lúc này đều run sợ biến sắc bởi vì làm cái kia hồng sắc thiểm điện cùng với long thần thương phía trên màu đỏ ra lúc bọn hắn đều có loại muốn bị hủy diệt cảm giác loại cảm giác này thật sự là thật là đáng sợ dù cho thân là thần đẹp bọn hắn đều có loại chính mình yếu ớt nhất mặt bại lộ tại pháp tắc trừng phạt thành bên trong cảm giác đường hiên vũ cuối cùng không có đem ta vì chấp pháp mấy chữ này nói ra trên người hắn màu đỏ bên trong điện dần dần biến mất hắn lúc này vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch tại vừa mới cái kia một cái chớp mắt hắn cảm nhận được rất nhiều thứ cái kia đỏ hắn tê chớp cũng không là muốn đưa hắn hủy diệt mà là truyền đưa cho hắn loại thành nghiêm khí tức càng tại ý thức của hắn bên trong tạo thành một đạo ý niệm nghe được cái kia bốn chữ xuống chàng chỉ có triệt để biến thành cho bụi lại hắn nói ra cái kia bốn chữ như vậy ở đây hết thảy nghe được thần vương đều tất nhiên sẽ bị đánh giết không thể nói này lại là không thể nói cái gì cũng không cần nói mắt thấy hồng sắc thiểm điện biến mất đường tam vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem đường hiên vũ hắn cũng không nghĩ ra cháu của mình gặp phải thần vương chi kiểm tra vậy mà là như vậy mà lại cháu trai thế mà còn thông qua được thần vương chi kiểm tra mặc dù đường hiên vũ không thể nói ra hắn là như thế nào thông qua thần vương chi kiểm tra nhưng theo hắn có thể thuận lợi truyền thừa long thần thần chỉ vị trí liền có thể nhìn ra hắn khẳng định là dùng phương pháp đặc thù thừa nhận rồi vũ trụ pháp tắc áp bách thậm chí đạt được vũ trụ pháp tắc tán thành giờ này khác này các vị thần vương nhìn xem đường hiên vũ ánh mắt cũng thay đổi cứ việc đường hiên vũ truyền thừa long thần thần chỉ vị trí sao biểu hiện ra vô cùng cường đại thực lực nhưng trong mắt bọn hắn đường hiên vũ vẫn như cũ là hậu bối hiện tại đường hiên vũ còn không có hoàn toàn truyền thừa lực lượng của long thần còn cần thời gian tới nhận thức cùng cảm thụ, từng bước thích ứng. Có thể là, nghe hắn vừa mới lần này giảng giải, các vị thần vương liền biết mình còn đánh giá thấp hắn, đứa nhỏ này vậy mà tìm được thành tựu thần tinh phương thức. Bọn hắn nhiều như vậy thần vương đều không có thể tìm tới, đã từng mạnh mẽ như vậy thần long giới vực đều tại thành tựu thần tinh quá trình bên trong bằng hữu phí, mà hắn vậy mà tìm được, điều này có ý vị gì, bọn hắn lại biết rõ rành rành, thần tinh, đó mới là trong vũ trụ chân chính miễn tử kim bài A1 đường tam hít sâu một hơi tiếp tục nói chư vị hiên vũ cái gì đều không thể nói ta cũng hy vọng chư vị cái gì cũng không cần hỏi chờ hắn thần giới triệt để tạo dựng lên về sau chúng ta hai đại thần giới nhất định là cùng nhau trông coi chúng ta còn tại chúng ta này văn một bên thần giới cha mẹ của hắn cũng tại cho nên chư vị tận có thể yên tâm tương lai chờ hắn thực sự trở thành vị trí cao thần vương thời điểm có lẽ chúng ta thật sẽ có cơ hội nhưng tựa như trước đó ta nói với trường cung huy như thế chúng ta bây giờ trở về hiện tại cần chính là ổn định củng cố thần giới hoàn thành đối đấu la liên bang tinh hệ hệ cùng với càng xa xôi tinh hệ trưởng khống chúng ta mới có thể đủ cám dễ xuống tới chúng ta thần giới bắt đầu kỳ thật vẫn là thùng trăm ngàn lỗ đã trải qua thời không loạn lưu hắc động thần giới dung hợp nhiều đà kích nặng chúng ta cần thời gian tới sửa phục cùng củng cố nó này cần chúng ta chỗ có thần chi đồng tâm hiệp lực trường cung uy đi vào bên cạnh hắn vỗ vỗ bờ vai của hắn nói thật không nghĩ tới lại có thể thấy thành tựu thần tinh hy vọng. Đường huynh, ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, hết thầy đều sẽ đi tại quỹ đạo chi lên. Thế nhưng, ngươi thật quyết định sao? Đường tam không chút do dự gật đầu nói, thần giới ít ta một vị thần vương không có gì. Thế nhưng, nếu như nàng thiếu đi ta, liền thiếu một cắt, với ta mà nói cũng là như thế. Không có nàng, coi như có thể thành tựu thần tinh, đối ta thì có ý nghĩa gì chứ? Ta tin tưởng, Long thần tại đem thần chỉ vị trí truyền cho hiên vũ về sau cũng một chắc chắn làm cùng ta chuyện giống vậy chúng ta đều tại đi cùng một cái đường hắn đã cùng thê tử của hắn phân biệt nhiều năm như vậy vẫn như cũ có lòng tin đi tìm kiếm ta vì cái gì liền không có này phần dũng khí đâu mặc dù hắn là trí cao thần vương ta còn không có đi đến hắn cấp bậc kia nhưng ta có càng đầy đủ thời gian cho nên người nào đều không nên ngăn cản ta cũng không ngăn cản được ta sớm tại hồi trở lại trước khi đến ta liền đã làm tốt quyết định nàng ở nơi nào ta là ở chỗ này ta là nhất định phải đi tìm nàng Xem đầy nước mắt, ba ba, có thể là, ta cũng chứa không được người à, đường vũ đồng nắm ôm lấy đường tam, trong hốc mắt đường tam than nhẹ từng cái âm thanh, vuốt về nữ nhì tóc dài, đứa nhỏ ngốc, người còn có vũ hạo à, ba ba không thể không có mụ mụ à, người không thể tự tư à, ba ba cũng có truy cầu hạnh phúc của mình quyền lợi, nếu như cha vì, niệm bên trong, nhỏ nhóm lưu lại, có thể là tương lai vô số năm, đều sẽ không vui, đều sẽ sống ở bi thương và nghĩ vậy dạng này thì có ý nghĩa gì chứ? nhường để ta đi, ta sẽ trở lại, ta cam đoan, ta nhất định sẽ mang theo mẹ của các ngươi trở về. Mẹ của các ngươi thân là đã từng trưởng khống thần vương lực lượng tồn tại, nàng là chắc chắn chuyển thế, chỉ bất quá, chuyển thế về sau nàng lại biến thành khác cá nhân, cũng không có này một thế trí nhớ. Có thể là, bọn ta tại lên nhiều năm như vậy, nàng thần thức cách ấn với ta mà nói thật sự là quá mức rõ ràng, ta trên cơ bản có nắm bắt chuyển tới nàng chỗ chuyển địa phương đi, đồng thời ta có khả năng khẳng định, nàng vô luận như thế nào truyền thế cũng còn là nhân loại chẳng qua là là khác biệt tinh hệ thậm chí là vị diện khác biệt bên trong nhân loại cùng nàng khác biệt chính là ta là chủ động lựa chọn truyền thế ta bản thân vừa có thần vương cấp độ năng lực ta sẽ dùng ta toàn bộ thần lực đi truy tìm nàng chẳng những có thể tìm tới nàng sẽ còn mang theo ta ở kiếp này trí nhớ các ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ba ba sao nhường cha đi thôi đối vũ hạo đem đường vũ đồng kéo người ngực mình ôn nhu nói nếu có một ngày rời đi là ngươi ta cũng sẽ cùng cha một dạng đi tìm ngươi, đời đời kiếp kiếp, ngươi ở đâu, ta liền ở nơi nào, cho nên chúng ta đều phải hiểu cha tâm tình, chỉ có dạng này, hắn mới có thể vui vẻ vui sướng, mới có thể nắm mẹ tìm trở về, Đường Vũ Đồng không có trả lời, chẳng qua là nằm ở trượng phu trong ngực lên tiếng khóc giống. Đường Tam có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Đường Vũ Lân, Đường Hiên Vũ, các ngươi liền đừng khóc, nên an bài ta, đều đã sắp xếp xong xuôi, Vũ Lân đấu la đại lục bên kia cùng thần giới kết nối liền từ ngươi đến giúp đỡ trường cung huynh hoàn thành tỷ phu ngươi đối bên kia cũng quen thuộc các ngươi đều không cần bi thương đối với thần giới tới nói có lẽ thật chỉ là thời gian mấy năm ta và mẹ ngươi liền có thể trở về đây cứ như vậy đi nói xong trong tay hắn hải thần ba lại tái phiêu nhiên bay về phía đường múa hiểu hắn nhặt lên đầu nhìn về phía trên không nhìn về phía cái kia đầy trời tinh đấu tìm tới ngươi a à, tiểu vũ ngươi đừng đi đến quá nhanh chờ ta ta muốn tới tìm người đâu nhất định phải làm cho ta nhanh một chút nhàn nhạt, nhạt màu lam hào quang bắt đầu theo đường tam dưới chân bay lên một cỗ nhu hòa lực đẩy đem chung quanh tất cả mọi người chậm rãi đẩy ra đường vũ đồng tiếng khóc cũng theo đó thu nghỉ nàng đột nhiên xoay người nhìn về phía phụ thân bi thiết lấy liền muốn xông lên đi lại bị đới vũ hạo nắm ôm lấy đường tam mặt mỉm cười hướng bọn hán phất phất tay lại hướng các vị thần vương gật đầu thăm hỏi sau đó mới ngửa đầu nhìn lên trời khắp khuôn mặt là tưởng niệm cùng chờ mong Tiểu Vũ rời đi, với hắn mà nói, nhất giày vò nhưng thật ra là cuối cùng trong khoảng thời gian này. Khi hắn biết rõ hết thảy không thể nghịch thời điểm, hắn ngược lại dần dần buông ra lòng mang, nàng ở nơi nào, hắn liền sẽ ở nơi nào. Hắn Thủy chung đều không có nói cho bọn nhỏ Tiểu Vũ rời đi nguyên nhân thực sự. Cái kia muốn ngược dòng tìm hiểu đến vạn năm trước, ngược dòng tìm hiểu đến thần giới trận kia phản loạn cuộc chiến. Thức tỉnh Kim Long Vương, tại thời khắc cuối cùng cưỡng ép đem tự thân tinh hoa cùng điên cuồng thần thức chú người vừa vừa ra đời đường vũ lân trong cơ thể muốn đem hắn hủy diệt thậm chí muốn nhờ cái kia thân thể nho nhỏ trùng sinh nhưng đường tam quang theo vỡ đồ và lúc đó đường tam liên tục tại đường vũ lân trên thân đã hạ 18 đạo phong ấn không thể không đưa hắn đưa về đấu la đại lục có thể là khi đó đường tam cũng bị thương không nhẹ lại liên tục bùng nổ cho nên hắn cũng không có phát hiện tại kim long vương lực lượng tuôn ra người đường múa giải thể bên trong trong nháy mắt kia đường vũ lân thân thể kỳ thật liền đã không chịu nổi vào lúc đó là tiểu vũ đem hết toàn lực nương tựa theo mẹ con ở giữa tương thông huyết mạch đem đường vũ lân trong cơ thể thuộc về kim long vương tuyệt đại bộ phận điên cuồng ý niệm cùng hủy diệt khí tức thôn phệ đến trong thân thể của mình này mới khiến đường vũ lân có thể sống sót có thể có cơ hội bị đường tam bố trí 18 đạo phong ấn mà thời điểm đó tiểu vũ ban đầu liền vừa mới sản xuất thân thể đang đứng ở suy yếu nhất thời điểm điên cuồng ý niệm cùng hủy diệt khí tức cơ thể người đối nàng tạo thành không thể nghịch tổn thương. Nếu như khi đó nàng kịp thời nói cho đường Tam, có lẽ đường Tam còn có biện pháp giúp nàng tạm hoãn bệnh tình, có thể thời điểm đó thần giới chính diện trước khi thời không loạn lưu xâm nhập, về sau lại hãm người trong hoạt động. Đường Tam thân là thần giới ủy viên hội chi chủ, các vị thần vương đứng đầu, hắn chỗ gánh chịu áp lực thật sự là quá lớn. Tại dưới tình huống đó, tiểu vũ sao có thể khiến cho hắn vì mình phân tâm, thậm chí là vì mình trả giá thêm nữa nhỉ. Làm cắt hết thầy đều kết thúc, nhiều cái thần giới dung hợp, thần giới ổn định lại thời điểm, tiểu Vũ tình huống đã chuyển biến xấu. Làm Đường Tam phát hiện thời điểm, hết thảy đều đã đến muộn. Thần giới trở về dọc theo con đường này, Đường Tam mỗi ngày tại thê tử trước mặt đều là cười, nhưng trong lòng đến tột cùng đến cỡ nào thống khổ, chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Dù cho sáng đã trở về, đã trải qua tìm tới chính mình nguyên bản thế giới, có thể, vì để cho tiểu Vũ mang theo hy vọng sống lâu mấy ngày, hắn cũng không dám cùng nhi tử nhận nhau hắn thừa nhận rất rất nhiều vì chính là nhiều cùng thê tử tại lên đoạn thời gian. Cuối cùng, hắn vẫn không thể nào lưu lại nàng. Có thể là, giờ này khắc này đừng tam, nội tâm ngược lại là thoải mái, hắn cuối cùng có khả năng quên đi tất cả đi tìm tìm thê tử. Ý thức của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, màu lam hào quang dần dần xâm nhiễm thân thể của hắn, hắn chỉ có thả cơ cắt, thả chạy tất cả thần lực, mới có trung sinh khả năng. Cái kia màu lam hào quang hóa thành thuần túy nhất thần lực, không có bay về phía hắn hậu đại, mà là bay về phía thần giới, phản hồi thần giới. Tại xung quanh thân thể của hắn, mảng lớn hư ảo bóng mờ bắt đầu nổi lên, đó là đời này của hắn trải qua vạn. Đường Vũ Lân vợ chồng, đường Hiên Vũ vợ chồng đều hướng phía phía đường Tam quỳ xuống, đường Vũ Đồng cũng tại khóc giống bên trong cùng trượng phu lên quỳ dạp xuống đất. Bọn hắn đều nhìn cái kia một vài bức thuộc về đường Tam hình ảnh, trong lòng thật sâu, vì hắn cầu nguyện. Ta gọi Tiểu Vũ, Hiêu Vũ Vũ, Tiểu Vũ chớp chớp mắt to, mỉm cười nói, ta võ hồn là thỏ, hết sức đáng yêu cái chủng loại kia tiểu bạch thỏ người đây đường tam nói vậy ngươi chẳng phải là vừa vạn khác ta ta võ hồn là ngươi võ hồn thức ăn từng cái lam bạc thảo tiểu vũ nói xem ngươi đệm chăn thật lớn hai người che vấn đề cũng không lớn tốt như vậy chúng ta nắm giường cũng tại cùng một chỗ chẳng phải đều hữu dụng đúng không nam nữ thụ thụ bất thân cái này không được đâu tiểu vũ nắm chính mình bao bị đặt ở hai tấm giường hợp lại giường chỗ khe nắm bọc của ngươi bị cũng buông tham mét về sau cái này là biên giới, ngươi nếu là vi phạm, cũng đừng trách ta không khách khí nha. Đường Tam lúc này mới phát hiện sinh viên làm việc công công nhóm đã đều trở về, hắn ngồi dậy, chỉ chỉ ở giữa điểm đủ đường, nói, người có thể vượt biên giới. Tiểu Vũ hì hì cười một tiếng, nói, vi phạm thì thế nào, ta là nữ hài tử, ngươi hẳn là nhường người ta. Có đúng hay không? Thế nhưng, ngươi là tuyệt đối không thể vượt giới. Đường Tam chậm rãi xoay người, nghiêm túc nhìn xem Tiểu Vũ, ngươi nguyện ý làm muội muội của ta sao? ta thật hy vọng có thể lại có một người thân nhìn xem đường tam lập loè lệ quang con mắt tiểu vũ hai mắt dần dần đỏ lên nếu là có một ngày có rất nhiều người nghĩ muốn giết ta những người kia lại là ngươi đánh không lại làm sao bây giờ hơi đường tam trên mặt đột nhiên lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt mỉm cười vậy thì mời bọn hắn trước bước qua thi thể của ta mình liền gọi tam vũ tổ hợp đi tốt tam ngũ tổ hợp đã đăng ký uy cái chữ này không đúng là múa không phải năm Tiểu Vũ bất mãn nói, Đường Tam vỗ vỗ Tiểu Vũ vào vai, nói: Quên đi thôi. Tam Ngũ tổ hợp liền Tam Ngũ tổ hợp, ngược lại chỉ là một cái tên mà thôi. Nghe Tiểu Vũ, Thái Thản cự viên vậy mà ngừng lại, đồng thời nằm xuống thân thể, nhường Tiểu Vũ theo trên vai của mình rơi xuống mặt đất, đại đầu lắc lắc, ánh mắt vậy mà hết sức vô tội. Tiểu Vũ tự lầm bầm, Tiểu Tam thụ thương, ta bị người bắt đi, hắn nhất định vô cùng cuống cuồng. Tiểu Tam, ngươi có thể tuyệt đối không nên xúc động a. À? ta lập tức liền trở về. Nghe lời, không khóc, trở về liền tốt, trở về liền tốt, đường tam nhẹ nhàng vỗ tiểu vũ lưng, cũng không nhịn được hai mắt đẫm lệ bà bà. Ca, đều là ta không tốt, nhường ngươi lo lắng, tiểu vũ nghẹn ngào nói. Đường tam lắc đầu, nói, đồ ngốc, là ta không tốt mới đúng, là ta không có bản sự, không có bảo vệ tốt ngươi. Tiểu vũ có chút nũng nịu giống như thế nào lên miệng, đuổi đến một ngày đường, chân của ta đều chua. Ca, ngươi trở thành can tiếp theo có được hay không? tốt tại đây bên trong sao đường tam hiến chìm sờ lên tiểu vũ đầu đường ta một bên giúp tiểu vũ xoa nắn lấy bắp chân vừa hướng nàng nói ngày mai nếu là còn dạng này đi đường thành phố ta liền mang theo ngươi đi đi ta sử dụng bát chu mâu tốc độ cũng không có vấn đề tiểu vũ ha ha cười một tiếng nói không cần ta có thể làm kỳ thật mệt mỏi như vậy một chút cũng tốt ta cũng có lý do nhường ngươi cho ta xoa chân à, thật thật thoải mái ca vì cái gì bàn tay của ngươi nóng như vậy ư Tiểu Vũ nhìn xem đường Tam, nửa đùa nửa thật nói, ca, nếu là chúng ta có thể một mực dạng này liền tốt, ngươi về sau, nếu là có lão bà, có thể hay không không cùng ta chơi. Đường Tam mỉm cười, nói, nhà đầu ngốc, làm sao lại thế, mặc kệ lúc nào, ngươi cũng là ta. Tiểu Vũ xin ngốc cười một tiếng, nói, nếu không chờ chúng ta lớn lên, ta gả cho ngươi, có được hay không, dạng này cũng có thể cả đời là muội muội của ngươi, nhường ngươi chiếu cố ta. Đường Tam bật cười nói, tốt chẳng qua là ngươi xinh đẹp như vậy Gà cho ta cần phải ủy khuất ngươi tiểu vũ hừ một tiếng nói người ta là nghiêm túc có gì có thể ủy khuất trong lòng ta ngươi không tốt nhất ca ngươi biết không vinh vinh nàng luôn giễu cợt ta nói ta cùng ngươi là đại ca cùng em gái đường tam được một thoáng không sai a à, ngươi không phải liền là em gái ta sao tiểu vũ xinh đẹp hiểm đỏ lên không giống nhau ai nha không nói với ngươi thật là một cái người gỗ tiểu vũ mắt to cách động ở giữa nước mắt lấy được lấy được hạ xuống hai tay tiếp lấy đường tam cổ mình nuốt lượng điện người biết ta có suy nghĩ nhiều ngươi sao ngươi thề phát cảnh vĩnh viễn không sẽ rời đi ta bà không chút do so dự nói tốt ta thề trừ phi ta chết đi bằng không mãi mãi cũng không rời đi tiểu vũ tiểu vũ lúc này mới nín khóc mỉm cười lần nữa dựa vào đường tam đầu vai tiểu vũ cũng thề vĩnh viễn không rời đi tam ca cho dù chết cũng không rời đi tiểu vũ lau khóe miệng máu trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tươi cười ánh mắt có chút mê ly mà nhìn xem trong tay cái kia xúc động lòng người đó hoa không nghĩ tới ta mới là này người hữu duyên chu trúc thành thấy rất rõ ràng tiểu vũ nhìn xem đường tam ánh mắt là như thế tinh khiết có lẽ liền chính bọn hắn cũng không biết lẫn nhau ở giữa là tình cảm gì nhưng tình cảm của bọn hắn tuyệt đối là tinh khiết nhất chân thành tha thiết không có bất kỳ cái gì tì vết đường tam ngơ ngác nhìn tiểu vũ nửa ngày nói không ra lời tiểu vũ cúi đầu đầu ngón tay tại trên mặt cánh hoa khẽ vuốt. Ca, cái kia chuyện xưa nhất định là thật, có đúng hay không? Đường Tam nói, ta cũng không biết. ăn nó đi, nó sẽ cho người tốt nhất trợ giúp. Tiểu Vũ lắc đầu, không. đại sư nói đúng, dạng này một chu tiên thảo để cho người ta làm sao bỏ được đưa nó ăn đây. người không phải đã nói, nó nhận chủ sau liền vĩnh viễn sẽ không điều cho. ta muốn cho nó một mực bồi tiếp ta, ta biết yêu nó, yêu nó đường tam cho tới bây giờ đều sẽ không miễn cưỡng tiểu vũ làm cái gì đưa tay tại trên đầu nàng vốt ve một thoáng trưng cười nói cái kia từ cất kỹ bảo hộ nó đi nó cũng sẽ trực thủ hộ lấy ngươi tiểu vũ thỉnh thoảng đem trong thức ăn thịt chọn đến đường tam trong chén chính mình chẳng qua là ăn một chút rau xanh cùng vụn thịt tiểu vũ ngươi cũng ăn tiểu vũ cười nói ta ăn đến ban đầu liền huống chi ngươi chính là đang tuổi lớn đại sư nói qua các ngươi nam sinh muốn nhiều ăn thịt bằng không thì sẽ không có thể lực lực đơn giản một câu lại phục bạc xây đi tại ở giữa mấy ngày nay tiến vào vật cùng quốc cảm giác phảng phất đều sạch mất một đường tam ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất địa phương lợi cái kia đường tam cả người ngốc tại đó nhìn xem tiểu vũ bên trong nhiều hơn mấy phần hào quang kỳ dị đường tam thả ra trong tay màn thầu một nắm chặt tiểu vũ tay ngay tại vừa rồi cái kia chớp mắt trong nháy mắt hắn đột nhiên nghĩ thông suốt nhìn xem trước mặt tiểu vũ cái kia ân cần bộ dáng hắn chỉ cảm thấy trong lòng máu nóng rôi trào nhỏ thân bất luận dùng sau chuyện gì phát sinh ta đều sẽ giống như bây giờ thổ hộ lấy ngươi ngươi vĩnh đây đều là ta nhất trần ái tiểu vũ tiểu vũ nhẹ gật đầu ta ngươi có thể hay không giúp ta trải trải đầu tóc của ta có chút loạn đường tam sửng sốt một chút trải đầu có thể là ngươi hồi trở lại đi ngủ về sau tóc không giống nhau sẽ loạn tiểu vũ hướng đường tam thẻ lưỡi ngươi tốt đần a ta sau khi trở về một mực tu luyện tới buổi sáng ngày mai không được sao nói xong tiểu vũ theo ngực mình lấy ra một thanh lược đưa cho đường tam này nắm lược bằng gỗ rất tốt à đây là mụ mụ đưa cho ta là mụ mụ dùng tới tốt cây tử đàn tự tay điêu khắc thành nó mặc dù không có bất kỳ trang sức gì nhưng nó là mụ mụ cuối cùng để lại cho ta đồ vật nhà đầu ngốc đây là mụ mụ dùng cây tử đàn chế tác đã ngươi đã làm ra lựa chọn như vậy hồ đứng liền đem này nắm lược đưa cho ngươi tương lai nếu như ngươi thật tìm tới một cái chính mình yêu thích nam nhân liền để hắn dùng này nắm lược giúp ngươi trải đầu đi nữ đầu người phát trong cả đời chỉ có thể do một cái nam vào vì nhánh lên mẹ chúc phúc ngươi hy vọng có một ngày ngươi có thể tìm tới cái kia nguyện ý vì ngươi hàng đầu nam nhân tìm được tiểu vũ cái kia mang theo nước mắt trên mặt lộ ra một tia không có đạm mỉm cười ánh mắt của nàng sự tình hướng minh tháng cái kia kỳ khiết ánh trăng tựa hồ liền là mẫu thần nụ cười tiểu vũ đường tam tiến lên một bước nâng lên hai tay nâng lên tiểu vũ mặt nhà đầu ngốc không có cái gì tốt thế nhưng, ngươi là người lại như thế nào, là hồn thiện lại như thế nào, ta chỉ biết là ngươi là trong nội tâm của ta vô cùng trọng yếu người. Đường Tam ôm tiểu vũ, dùng toàn trường đều có thể nghe được thanh âm ngang nhiên nói, muốn bắt nàng, trước hết bước qua thi thể của ta đi. Tiểu vũ, ngươi là người thứ nhất vì ta trải đầu người, cũng là một cái duy nhất, vĩnh viễn vĩnh viễn, bất luận chúng ta tương lai như thế nào, trong lòng của ta trừ ngươi ra đã dung không được những người khác. Tiểu vũ chặt chẽ tiếp lấy đường Tam cổ, tâm quỳ đến rất lợi hại tại đại minh cùng nhị minh bị hai tên phong hào nam la quốc ở thời điểm nàng liền đã có dự cảm không lành nàng dĩ nhiên biết dùng mình bây giờ tình huống làm sao đều khó có khả năng cùng còn lại vũ hồn điện cao thủ chống lại vào thời khắc ấy trong nội tâm nàng nghĩ cũng không phải là của mình an nguy mà là nếu như chết trước đó có thể gặp lại đường tam một mặt như vậy nàng liền không tiếc trong đầu của nàng suy nghĩ còn không có tan biến cái kia quen thuộc bát chu mâu quen thuộc ám khí còn có cái kia quen thuộc ánh mắt liền đã hiện ra tại trước mắt nàng giờ này khác này chui tại cái kia ấm áp trong ngực tiểu vũ trong lòng rào rạt hoàn toàn là hạnh phúc lúc trước rời đi đường tam về sau nàng nghĩ tới rất nhiều rất nhiều nghĩ đến có khả năng vĩnh viễn cũng không gặp được đường tam nàng đã từng tuyệt vọng qua nhưng dù cho có một cơ hội nhỏ nhoi nàng cũng không muốn từ bỏ cuối cùng gặp lại người trong lòng tiểu vũ cảm thấy hết thảy đều là đáng giá hiện tại đường tam lại căn bản không có thời gian đi cảm thụ trùng phùng vui sướng hắn mang theo tiểu vũ phi thân lên chui vào trong rừng cây lập tức cũng cảm giác được chí ít có mười cỗ khí tức hóa chặt chính mình lúc này hắn tuyệt không thể dừng lại chỉ có thể liều mạng hướng trong rừng cây chạy ca tiểu vũ nhẹ giọng kêu đường tam về sau phía dưới hắn dùng tinh thần lực dò đường tiến lên con mắt tác dụng phản cũng không phải rõ ràng như vậy hắn lấy tay nhẹ nhàng nhẹ kéo lên tiểu vũ tóc dài ôm sát nàng chỉ cần ta còn sống liền tuyệt đối sẽ không để bọn hắn tổn thương ngươi nói xong câu đó hắn tiến lên tốc độ bỗng nhiên chậm lại bát chu mâu nâng lên bốn cái cắm tại phía trước hai trên gốc đại thụ cả người hắn tựa như một đầu to lớn tại trên cành cây hoành đi liên tục vượt qua mấy gốc đại thụ đường tam làm như vậy đương nhiên là có mục đích nhanh nhất đuổi theo năm người sẽ hiện lên hình quạt xuất hiện hắn hiện trái hướng phía một bên đốt đi cứ như vậy làm đối phương đuổi tới thời điểm hắn cùng tiểu vũ không sẽ lập tức đối mặt năm tên hồn thánh công kích vâng sáng xanh lam bỗng nhiên phóng thích mà đất bên trên lam ngân thảo bắt đầu sinh trưởng tốt tại đây khắp nơi đều là lam ngân thảo trong tình đấu đại xâm lâm thực lực đường tam không thể nghi ngờ có thể trình độ lớn nhất phát huy ra hiện tại cũng không phải nhân từ nương tay thời điểm đường tam trong hai mắt lập lòe băng lạnh ánh sáng ca chúng ta làm sao bây giờ đường tam một bên phi tốc tiến lên một bên trầm giọng nói nhất định phải đánh bại đằng sau cái kia mấy tên hệ mẫn công hồn sư bằng không thì chúng ta căn bản chạy không thoát vừa rồi đánh ngã một cái còn có bốn cái. Tiểu Vũ nở nụ cười xinh đẹp, mắt tình hình trước mắt làm nàng cảm giác phảng phất lại về tới lúc trước mình cùng đường tam tại đại đấu hồn tràng, đối mặt cường địch thời điểm vậy liền, để cho chúng ta ba năm tổ hợp cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn một chút. Nói xong, Tiểu Vũ một cái tay tiếp được đường tam cổ, cả người tựa như không có xương cốt giống, như cứ như vậy theo đường tam đầu vai trượt tới, đi vào đường tam sau lưng, đồng hậu dày đặc hồ lực lập tức phóng thích ra. Bọn hắn tới gần, Tiểu Vũ Chờ một lúc ta có thể trực tiếp đánh ngã hai cái, nhưng giải quyết hai cái về sau, ta cần thời gian giảm sóc, chờ ta phát động công kích về sau, ngươi liền mang theo ta hướng về phía trước chạy, sau lưng ta, có bao nhanh bảo bao nhanh, rõ chưa? Đường Tam hai tay nâng lên một chút tiểu Vũ dưới nách, đột nhiên đem tiểu Vũ vung, bất luận là như thế nào công kích, hắn đều tuyệt sẽ không nhường tiểu Vũ cùng mình cùng một chỗ nước biến. Hồn Thánh phản ứng tự nhiên là rất nhanh, Đường Tam coi như toàn lực nhảy lên đều không khả năng trong nháy mắt thoát ly bọn họ phạm vi công kích huống chi hắn nhìn thấy tiểu vũ về sau mình còn có ngắn ngồi đình trệ giảm tốc độ làm ngân hoàng đùi phải xương bên trong sinh ra mạnh mẽ lực đẩy chuyển đưa lấy thân thể của hắn truy hướng trên không tiểu vũ đồng thời hai tay của hắn nắm chùy dùng sức hướng phía dưới đánh tới lần này hắn gần như dùng ra toàn bộ lực lượng của mình bình tĩnh cuối cùng bị đánh vỡ bị đường tam ném đi trong nháy mắt đã trải qua cảm thấy không ổn trong nháy mắt rời xa đường tam nàng cái gì cũng không làm được chỉ có thể nhìn những cái kia hào quang trói sáng hướng đường tam bao phủ mà đi đường tam tự nhiên biết tiểu vũ tính tình tại vung ra thời điểm hắn còn điểm một cái nàng huyệt tê khiến cho vô pháp thi triển di chuyển tức thời trở về cùng mình cùng một chỗ tiếp nhận công kích đối mặt phía dưới công kích đường tam lúc này lại trở nên cực kỳ bình tĩnh cho dù là sát thần lĩnh vực cũng không cách nào ảnh hưởng hắn hiện tại cảm xúc sát thần làm ngân song lĩnh thành đồng thời mở ra đến trình độ lớn nhất mãnh liệt bạch quang phóng thích tận khả năng suy yếu này chút hồn thánh thực lực cùng lúc đó hạo thiên trùy anh ra sau thu hồi Lam ngân hoàng điên cuồng tuôn ra đường tam hai tay ôm lấy đầu gối khiến cho chính mình thân thể cuộn thành một đoàn sau lưng bắt chu mâu trồng lên giống tấm chán một dạng càn ở sau lưng điên cuồng tuôn ra lam ngân hoàng tốc độ cao đưa hắn quấn quanh thành kén lớn toàn thân lập lòe lam kim sắc quang mang bạn đang xem trung cực đấu la được thuyết minh tại kênh youtube di các phim hết phần này mình ra tiếp đấu la đại lục phần 5, đường tam trọng sinh các bạn nhớ đón xem nhé. link tiểu mụi để ở dưới phần mô tả. Đường Tam phản ứng có thể nói là nhanh đến mức cực hạn, tại uy hiếp chí mạng trước mặt, hắn cuối cùng đột phá, trong cơ thể hồn lực trong nháy mắt tăng lên dữ dội, 59 cấp đến 60 cấp ở giữa bình cảnh bị nhất cử đánh tan, này bỗng nhiên tăng lên hồn lực không thể nghi ngờ thành hắn sinh tồn được bảo đảm. Oanh, đầu tiên cùng công kích của đối phương va chạm chính là Hạo Thiên Trùy một kích kia. Không hề nghi ngờ, Ngô Thiên Trùy là thiên hạ hôm nay vô cùng cường đại võ hồn, thế nhưng đường tam ngô thiên chùy còn thiếu nhiều lắm mạnh mẽ quốc bởi vì ngô thiên chùy bên trên không có kèm theo hồn hoàn tăng thêm hắn lúc này hồn lực trình độ không phổi căn bản không đủ để đem hạo thiên thiên chùy uy lực chân chính phát huy ra ngô thiên chùy một kích kia cùng đối phương hồn thánh tiếp xúc lập tức liền bị kích sạch nhóm phát ra phi cơ tấn công qua lợi dụng ngô thiên chùy một kích kia để chống đỡ công kích của địch nhân hắn muốn là mượn đường tam cho tới bây giờ liền trượt lực hiện lên ngươi tại cái kia vào đạo quang mang thôn phệ lúc trước hắn hắn cũng bởi vì hạo thiên trùy cùng đối phương va chạm sinh ra phản tác dụng lực lần nữa bị đẩy đến bay về phía trời cao công kích khoảng cách càng dài lực công kích liền sẽ bị suy yếu đến càng nhiều giờ này khác này dù cho chẳng qua là yếu bớt lúc phương công kích đối với đường tam tới nói sinh tồn được xác suất cũng sẽ gia tăng mấy phần Banh một vẻn vẹn thừa nhận rồi đạo thứ nhất võ hồn chân thân hồn lực oanh kích thân thể đường tam chung quanh lam ngân hoàng liền đều đã phá toái võ hồn chân thân bộc phát ra lực công kích không phải hắn hiện tại cái này thực lực cấp bậc có khả năng ngăn cản. Không muốn trên không tiểu vũ mắt thấy đường tam tại kịch liệt oanh kích bên trong uyển như phong ba sóng giữ bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, nước mắt không bị khống chế theo trong mắt chảy ra. Thế nhưng, đường tam đưa nàng ném ra một khắc này, đã đem tự thân tuyệt đại bộ phận hồn lực đều tác dụng trên mặt đất trên thân, cho nên thân thể của nàng vẫn tại hướng phía không trung bay lượn. Banh một đạo thứ hai công kích thông công kích rơi vào đường tam tận lực điều chỉnh tốt bát chu mâu lên trói tai vỡ tan âm thanh bên trong bát chu mâu toàn bộ nứt ra đường tam cũng không còn cách nào bảo trì cuộn mình chi thế bắn ra một ngụm máu không khí chung quanh hắn bộ phát thành sóng đạm màu đỏ oanh một đạo thứ ba công kích đi theo sát đạo thứ hai công kích rơi vào đường tam sau lưng lần này cho dù là đi qua vô số lần tẩy lễ lễ bát chu mâu bay chu mâu cũng ngăn cản không nổi trong nháy mắt và toái hóa thành vô số lam kim sắc mảnh vỡ tứ tán lại là một một ngụm máu theo đường tam trong miệng bắn ra sắc mặt của hắn trở nên như là giấy vàng giờ này khác này sẽ không có gì lực lượng có thể bảo hộ hắn mặt đất bên trên lam ngân thảo tại tám tên hồn thánh hợp lại dưới sự công kích thậm chí tạo tới gần hắn đều không thể nào làm được mà đường tam chính mình có thể làm đến cũng chỉ là lấy ra hạo thiên chùy đạo thứ tư công kích tới đó là một đạo hoàn toàn hiện lên màu xanh sẫm công kích ngay tại này đạo công kích tới trước khi trong nháy mắt giữa không trung đường tam làm ra một cái làm người không hiểu động tác cưỡng ép trên không trung gánh chuyển chính mình thân thể đùi phải như là do hướng cái kia đạo màu xanh sẫm quang mang rút đi. Cho dù là vũ hồn điện những người kia, cũng không hiểu hắn tại sao phải làm như vậy. Đối đường Tam tới nói, lựa chọn tốt nhất tự nhiên là dùng hạo thiên trùy đi chống cự công kích của đối phương, coi như ngăn cản không nổi cũng có thể tận khả năng ít chịu trùng kích. Phải biết, này chút võ hồn chân thân tác dụng dưới hồn lực trùng kích, khiến cho tên kia bay trên không trung hệ mẫn công hồn thánh đều không dám tới gần nơi này một bên. A1, tiếng giết chói tai tiếng từ tiểu vũ trong miệng phát ra, nàng trong đôi mắt chảy ra đã không còn là nước mắt mà là máu cũng ngay một khắc này nàng cuối cùng cưỡng ép giải khai bị đường tam phong bế huyệt tê đường tam đùi phải biến mất hoàn toàn tan biến trong không khí có thể bản thân hắn lại bình tĩnh đến đáng sợ trong miệng lần nữa chả máu đồng thời tay phải chụp tới trong cơ thể hồn lực rút nhanh chóng mà ra ngay tại cái kia đùi phải vị trí bắt lấy một cây màu xanh óng ánh xương đùi hắn đột nhiên quay lại thân căn bản cũng không đi xem đằng sau tiếp tục hướng phía chính mình oanh kích mà đến ba đạo công kích dùng sức đem cái kia đoạn đùi phải xương hướng phía tiểu vũ phương hướng quang tới tiểu vũ hồn cốt kỹ năng bay lượn nhanh lên thanh âm đường tam đã hoàn toàn khàn khàn tựa như dây thanh bị xé nứt hắn đem thân thể của mình lực lượng cuối cùng toàn bộ dùng tại này một mà bên trong sớm tại bắn người mà lên trong nháy mắt đường tam liền đã tính toán tốt hết thảy hắn căn bản cũng không có nghĩ tới chính mình có thể cùng tiểu vũ cùng nhau chạy trốn hắn tiêu hao đại lượng hồn lực lại đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình quá nhiều kẻ địch toàn thân trở ra chẳng qua là người si nói mộng mà thôi hắn quyết định bắn người mà lên dùng chính mình thân thể làm tiểu vũ tấm chắn đưa nàng vung ra sau đó tại vô pháp chống cự đối thủ công kích thời điểm dùng đùi phải làm đại giá tiến hành ngăn cản đồng thời dùng lúc trước đường hạo sử dụng tới phương pháp cưỡng ép tách ra làm ngân hoàng đùi phải xương đường tam cũng không là phong hào đấu la tự nhiên không có tự động tức đoạt hồn cốt năng lực tại thời khắc này hắn trả giá chính là mình sinh mệnh tại dùng tay phải đi bắt xương đùi đồng thời tay trái của hắn nắm một khối bát chu mâu mảnh vỡ hung hăng đâm vào chính mình ngực trái chỉ có tại đánh đổi mạng sống tình huống dưới hắn có thể cưỡng ép đem lam ngân hoàng đùi phải xương theo trong cơ thể tháo rời ra cuối cùng sinh mệnh lực bị hắn dùng tới vung ra cái kia một cây lam ngân hoàng đùi phải xương đang kêu ra câu nói kia thời điểm từ máu đen theo đường tam trong miệng tuôn trào ra thế nhưng hắn đang cười trên mặt hắn lộ ra chỉ có nụ cười hắn không nguyện ý chết tại trong tay địch nhân hắn nói qua muốn bảo vệ chỉ thuộc về hắn tiểu vũ hắn biết mình làm được tiểu vũ ở trên không trung tiếp vào lam ngân hoàng đùi phải xương chắc chắn có thể chạy thoát trước ngực hắn ngấm ngầm hại người phát động vô số châm nhỏ hướng phía cách hắn không xa hệ mẫn công hồn sư vọt tới cho dù là tại này một khắc cuối cùng hắn cũng chỉ có thể là trợ giúp tiểu vũ ngăn chặn kẻ địch dùng bảo đảm an toàn của nàng mặt đất bên trên hai bóng người cấp tốc chạy tới bọn hắn đến thời điểm đúng lúc là cái kia tám đạo quang mang hướng phía đường tam đuổi theo cái kia từng cái khác tà nguyệt con ngươi co rút lại mà cùng hắn cùng nhau đến đây hồ liệt na đã hoàn toàn ngốc trệ nàng mắt thấy thân thể đường tam tại cái kia từng đạo đạo quang mang bên trong phá toái mắt thấy hắn cưỡng ép lấy xương mắt thấy hắn la lên yêu nhất tên đem hy vọng sống sót ném người yêu hồ liệt na trước mắt một mảnh mô hình lều thân thể mềm nhũn ngã xuống tà nguyệt trong ngực tiểu vũ nhìn xem lam ngân hoàng đùi phải xương hướng mình bay tới Nhìn xem mấy đạo cường quang sắp thôn vệ thân thể Đường Tam, hắn là muốn lấy mạng sống ra đánh đổi đổi lấy tiểu Vũ cơ hội sống sót. Giờ khắc này đã hoàn toàn hiểu rõ, tất cả những thứ này đều là Đường Tam kế hoạch tốt. Giờ khắc này, cùng hắn tâm phẳng phất nối liền với nhau. "Ca, xin lỗi rồi, lần này ta không thể để cho kế hoạch của ngươi hoàn thành." Tiểu Vũ hai mắt đã kinh biến đến mức đỏ bừng, tựa như lúc trước Đường Tam tìm không thấy nàng thời điểm một dạng, nhìn xem Đường Tam cái kia đã tàn phá, đồng thời sắp bị thôn vệ thân thể thân ở giữa không trung nàng đột nhiên ngẩng đầu a một tiếng vô cùng sắc lạnh the thé rên rỉ bỗng nhiên từ tiểu vũ trong miệng bùng nổ cái kia bé nhọn thanh âm tựa hồ lệnh toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm đều vì đó run rẩy trói mắt hồng quang bỗng nhiên từ tiểu vũ chỗ mi tâm lan tràn ra hóa thành một vòng hồng sắc quang vựng trong nháy mắt khoách tán hồng quang những nơi đi qua hết thảy đều bị nhuộm thành màu đỏ thời không tại thời khắc này dừng lại tựa như lúc trước đường ta mẫu thân a ngân một dạng vì người yêu của mình tiểu vũ làm ra lựa chọn giống vậy huyết diễm bùng nổ dần dần do màu đỏ biến thành màu đỏ sậm tiểu vũ thân thể tại đây chuyển biến quá trình bên trong dần dần làm nhạt tựa như càng ngày càng trong suốt đỏ thủy tinh tất cả hào quang màu đỏ khoách tán hình thành một cái to lớn vòng tròn chậm rãi co vào vây quanh tiểu vũ cùng đường tam tại thời khắc này cái kia to lớn màu đỏ từ trường sinh ra tuyệt đối bất động tác dụng đang ở dần dần yếu bớt đầu tiên khôi phục là cái phạm vi này bên trong tất cả mọi người ý thức nhìn xem hào quang màu đỏ kia vũ hồn điện tất cả cao thủ đều choáng váng trên người tiểu vũ thả ra hào quang quá cường liệt dùng về phần bọn hắn căn bản là không cách nào thấy rõ tiểu vũ dáng vẻ nhưng bọn hắn lúc này đều đã biết nàng đang làm cái gì mười vạn nam tu vi đây chính là mười vạn nam tu vi hồ liệt na cũng theo trong hôn mê tỉnh táo lại tại phần đầu hồn cốt tác dụng dưới thị lực của nàng so những người khác tốt hơn nhiều mà nàng nhìn thấy chính là tiểu vũ nhìn chăm chú lấy đường tam con mắt cái kia là như thế nào một đôi mắt a à. cứ việc bên trong nhấp nháy chính là hào quang màu đỏ có thể đôi mắt chỗ sâu ngưng tụ nồng yêu thương phảng phất có thể vì đốt người linh hồn máu đen không ngừng theo đường tam trước ngực miệng vết thương tuôn ra đó là hỗn hợp bát chu mâu nọc độc máu trên người hắn hắn vết thương của hắn tại tiểu vũ cái kia màu đỏ sậm huyết diễm bao phủ xuống đang dùng cực kỳ kinh người tốc độ khép lại cái kia đã tan biến đùi phải vậy mà vây quanh lam ngân hoàng đùi phải xương dần dần sinh trưởng ra hiện ra tại đây chút vũ hồn điện cao thủ trước mặt là từng cái cái kỳ tích. Đường Tam con mắt một lần nữa có thần thái, hắn thấy được cặp kia tràn ngập yêu thương cùng bi thương đôi mắt đẹp. Không, không muốn, tiểu vũ, ngươi vì cái gì không đi. Đường Tam mong muốn dãy giụa, trong đôi mắt tràn ngập vô tận thống khổ, hắn dĩ nhiên hiểu rõ tiểu vũ đang làm cái gì, cũng hiểu thêm hậu quả của việc làm như vậy. Có thể là hắn vô pháp ngăn cản, bởi vì hắn căn bản là không có cách di chuyển, chỉ có thể mắt thấy tất cả những thứ này hướng phía hắn sợ hãi nhất hướng đi phát triển tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy cứ việc đường tam khả năng tính toán rất mạnh có thể giờ khắc này hết thảy trước mắt đã hoàn toàn vừa ra khỏi hắn tính toán phạm vi lần này nguyên bản hẳn là vì cuộc đời của hắn vẽ lên dấu chấm tròn kế hoạch nhưng lại chưa làm hắn sinh mệnh chung kết hắn muốn nhất bảo vệ người ngược lại tắm gội tại trên người tiểu vũ toát ra huyết diễm bên trong đường tam toàn thân không ngừng truyền đến đai cảm giác nhột trong lòng của hắn tràn đầy kháng cự làm thế nào cũng không cách nào ngăn cản phát sinh trước mắt hết thảy chỉ có thể trơ mắt Nhìn Tiểu Vũ thân thể tại trước mắt mình dần dần trở nên hư ảo. Tiểu Vũ lúc này đã không thể nói chuyện, bởi vì sinh mệnh lực của nàng đã hoàn toàn dùng tới nhóm lửa này trên người huyết diễm, nhưng nàng cặp kia đôi mắt đẹp một mực tại hướng Đường Tam nói chính, mình nội tâm yêu thương. Liền Đường Tam cũng không biết, lúc này Tiểu Vũ cách sử dụng cùng lúc trước mẫu thân hắn sử dụng phương pháp mở không giống nhau, Tiểu Vũ dùng là một loại càng bá đạo hơn phương thức, mà này bá đạo hiệu quả chẳng qua là nhằm vào chính nàng. Loại phương thức này gọi hiến tế là mười vạn năm hồn thú đặc hữu một loại kỹ năng tiểu vũ đang ở đem tự thân hiến tế cho đường tam đường tam dù sao không phải lúc trước đường ngô còn không có tiếp cận phong hào đấu la thực lực không có khả năng hấp thu mười vạn năm hồn hoàn tiểu vũ chính là cân nhắc đến điểm này mới chọn dùng phương thức như vậy để hoàn thành trước mắt một màn này vì để cho đường tam có thể thành công hấp thu nàng hồn hoàn tiểu vũ đã đem chính mình linh hồn dung nhập cái này hồn hoàn bên trong dưới loại tình huống này bất luận thực lực đường tam mạnh bao nhiêu bất luận hắn là không đạt đến có thể thừa nhận được hồn hoàn đẳng cấp cái này mười vạn năm hồn hoàn cùng hắn dung hợp đều tuyệt đối sẽ thành công chỉ cần cấp bậc của hắn đi đến tương ứng trình độ về sau liền có thể tiếp tục tăng lên mà tiểu vũ kết cục lại là mất đi sinh mệnh liền đường tam mẫu thân lưu lại cái chủng loại kia sinh mệnh dấu vết đều không cũng là mang ý nghĩa liền cơ hội khôi phục đều không có hồ liệt na đã ngây dại nàng đột nhiên phát hiện cùng tiểu vũ so sánh chính mình là như thế nhỏ bé hiện tại đường tam là ai đối với nàng mà nói đã không trọng yếu nàng hoàn hoàn trình trình nhìn thấy cái gì mới thật sự là yêu hắn vì nàng có thể lấy ra đùi phải xương nàng vì hắn có thể hiến suất hồn hoàn là như thế nào tình yêu mới có thể để bọn hắn vì lẫn nhau dạng này trả giá khó trách hắn đối với mình tồn tại nhìn như không thấy nguyên lai like, trong lòng hắn sớm đã có nảy hoàn mỹ người yêu một tiếng thê lương đến không giống tiếng người buồn hào theo đường tam trong miệng bùng nổ này một khác bất kỳ thực lực tăng lên hắn tới nói đều đã không có ý nghĩa hắn lòng đang kỳ giếng hắn thậm chí đã cao nhớ chung quanh những thông nguyên đó tiểu vũ sáng tạo từ từ tiểu vũ cái kia cuối cùng một tia khí tức đang ở tiêu giáo nhìn xem cái kia mất đi linh hồn cùng sinh mệnh nho nhỏ xác thịt đường tam trái tim tan nát rồi đột nhiên đường tam tầm mắt đến trệ một thoáng bởi vì hắn trên người mình thấy được một kiện đồ vật đó là một đóa hoa một đóa mỹ lệ lớn hoa tại tiểu vũ hóa thân thành thỏ đồng thời đóa hoa kia lan xuống tại đường tam trên thân đường tam trước tiên dùng một cái tay cẩn thận từng ly từng tí nắm tốt tiểu vũ biến thành thỏ con một cái tay khác nhanh chóng của lấy cái kia đóa mỹ lệ tương tư từ đoạn trường hồng đem hoa của nó cánh cẩn thận từng ly từng tí đưa đến tiểu vũ bên miệng hắn nhẹ nhàng ngỡ ra cái kia đã hóa thành ba cánh môi nhét vào một cánh hoa một màn kỳ dị xuất hiện cái kia như kim thạch cứng rắn cánh hoa vừa vào tiểu vũ trong miệng lập tức hóa thành chất lỏng chảy vào này hấp hối thỏ con trong cơ thể tương tư từ đoạn trường hồng là tiểu vũ lấy xuống dù cho nàng đã mất đi hình người dù cho tính mạng của nàng cùng linh hồn đều đã biến mất có thể khí tức của nàng vẫn còn chỉ có khí tức của nàng mới có thể làm này tiên phẩm trong tiên phẩm hòa tan thấy cảnh này đường tam nguyên bản lòng tuyệt vọng một lần nữa bay lên một tia hy vọng hắn cẩn thận từng ly từng tí chuyển động cái kia tương tư đoạn trường hồng nhành hoa đem từng mảnh từng mảnh cánh hoa đưa vào tiểu vũ trong miệng bất luận là thái thản cựu viên vẫn là thiên thanh ngưu mãng lúc này đều cẩn thận mà đưa nó nhóm cái kia to lớn vô cùng đầu tiến đến đường tam bên người mặc dù chúng nó không biết đường tam đang làm gì nhưng chúng nó không chỉ một lần từ trên người tiểu vũ cảm thụ qua tương tư đoạn trường hồng khí tức chúng nó đều hiểu hiến tế là chuyện gì xảy ra cũng đều hiểu hiến tế kết quả nhưng chúng nó ở sâu trong nội tâm cũng còn còn có như vậy một tia hy vọng chúng nó thậm chí không để ý tới đi vì tiểu vũ báo thù chỉ vì chờ đợi cái kia xa với kỳ tích kỳ tích thật phát sinh theo từng mảnh từng mảnh hóa thành tính toán dịch tương tự tư đoạn trường hồng cánh hoa chảy vào trong cơ thể tiểu vũ một tầng nhàn nhạt kim hào quang màu đỏ bắt đầu xuất hiện tại tiểu vũ chung quanh thân thể nàng cái kia nguyên bản đã hoàn toàn khô kiệt sinh mệnh lực vậy mà bằng tốc độ kinh người khôi phục tiểu vũ hóa thành con thỏ sau cái kia chỉ lớn bằng bàn tay thân thể đang bằng tốc độ kinh người sinh trường tại cái kia kim hào quang màu đỏ chiếu rọi đến nguyên bản đã ảm đạm lông tóc một lần nữa tỏa sáng sáng bóng óng ánh đến phảng phất từng sợi thủy tinh sợi tơ thỏ con cái kia hai mắt nhắm chặt dần dần tĩnh mở thể theo sinh mệnh lực khôi phục trong thân thể không ngừng rượu ra nuôi một cỗ khổng lồ sinh mệnh khí tức thân thể cơ năng khôi phục nhanh chóng tương tư đoạn trường hồng có cải tử hoàn sinh hiệu quả lại là tiểu vũ hái lại thêm tiểu vũ hoàn toàn là vì yêu trả giá cho nên bản thể cùng này gốc tiên phẩm dược thảo hoàn mỹ linh hợp bị mạnh mẽ theo trên con đường tử vong kéo lại cả bụi tương tư đoạn trường hồng rất nhanh liền bị thỏ con đã ăn xong này tiểu vũ bản thể một mực sinh trưởng đến hơn một xích mới dừng lại bên lớn đường tam lòng đang run rẩy mắt thấy tiểu vũ khôi phục sinh mệnh lực hắn lại có mấy phần sức sống tiểu vũ tiểu vũ người có thể nghe được thanh âm của ta không hóa thành thỏ tiểu vũ tự nhiên vô pháp trả lời hắn cái kia lần nữa khôi phục quang vinh thỏ mắt dần dần nhắm lại thỏ con nặng nề ngủ thiếp đi đường tam nhẹ nhàng đem hóa thành thỏ tiểu vũ ôm vào trong ngực không khỏi ngây dại ngốc ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích Hắn biết từng tư đoạn trường hồng đã bắt đầu phát huy tác dụng, nhưng mong muốn nhường hiệu quả toàn bộ phát huy ra, còn cần thời gian nhất định. Đường Tam nhìn về phía bên người Tiểu Vũ, trong mắt đã là một mảnh ôn nhu. Ta cùng Tiểu Vũ hôn sự ta nghĩ, tại các người chứng kiến hạ trước cùng Tiểu Vũ đính hôn, chờ nàng hoàn toàn khôi phục về sau, lập tức kết hôn, mời các người đồng ý. Nói xong, hắn lôi kéo Tiểu Vũ tại trước mặt cha mẹ quỳ xuống. Giọt lớn nước mắt theo Tiểu Vũ khuôn mặt trượt xuống nàng cái kia tạm thời trở lại trong cơ thể linh hồn kịch liệt xung động nàng nhẹ giọng gọi ra hai chữ cha mẹ đường tam ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời trong lòng yên lặng nói đại minh nhị minh các người biết không phục sinh tiểu vũ là các ngươi cuối cùng kỳ vọng cũng là ta duy nhất kỳ vọng tiểu vũ phục sinh cùng ta sinh tồn ý nghĩa là chờ cùng ta không cần hướng các ngươi cam đoan cái gì nếu như tiểu vũ không thể phục sinh ta liền không có sống sót sùng đi ý nghĩa không có người so ta càng yêu địa phương theo nhìn thấy tiểu vũ bắt đầu từ thời khắc đó, chính là ta số mệnh an bài người yêu. Tiểu vũ, chúng ta cuối cùng lại muốn ở cùng một chỗ, ta nhất định sẽ phục sinh ngươi, ta không cho phép người tiếp tục như vậy nữa. Ngươi muốn vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh ta, mãi đến có một ngày chúng ta qua đời. Đường Tam không có tránh lui, kiên định nhìn chăm chú lấy cái kia hư ảnh hai con người, từng chữ nói ra, quá đầm lên, phục sinh đi người yêu của ta. Đường Tam nhẹ nhàng hôn một cái tiểu vũ cái chán, nói khẽ, tiểu vũ. Ngươi nguyện ý gả cho ta không? Ta cuối cùng có tư cách nói với ngươi ra câu nói này. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Tiểu Vũ không chút do dự đáp ứng, thanh âm đã nghẹn ngào. Trong con người của nàng tràn đầy nước mắt, nhưng lần này không còn là lệ thương tâm nước, mà là nước mắt hạnh phúc. Đường Tam ôn nhu nói: "Chờ chúng ta trở về thành thiên đấu, báo cáo lão sư, ta liền chính thức cưới ngươi. Ta nhất định phải cho ngươi một cái thịnh đại hôn lễ, nhường khắp thiên hạ đều biết, ngươi là thê tử của ta." người vui sướng chính là ta cả đời hạnh phúc lớn nhất ta biết yêu ngươi một đời một thế đời đời kiếp kiếp dù cho sông cạn đá mòn thiên hoang địa lão vĩnh viễn không chia lìa tiểu vũ nghẹn ngào dùng sức gật đầu một câu cũng nói không nên lời nàng chưa bao giờ cảm giác được giống như bây giờ hạnh phúc đường tam ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa đang nhìn xem chính mình cùng tiểu vũ mà mỉm cười phụ thân kéo tiểu vũ tay nói tại trở về thành thiên đấu trước đó chúng ta còn có mấy món chuyện trọng yếu phải làm tiểu vũ chui tại đường tam trong ngực nói khẽ bất luận ngươi muốn làm gì ta đều sẽ đi theo bên cạnh ngươi đường tam ái nái nói đều là ta không tốt ngươi phục sinh về sau ta đều không có cái gì thời gian bồi quản ngươi tiểu vũ ngươi biết không ta thật rất muốn cưới ngươi dùng đấu la đại lục bên trên long trọng nhất hồn lễ cưới ngươi nhường ngươi ngạo tân nương của ta ngươi nhớ kỹ đây là lời hứa của ta đối với ngươi không cần lớn lâu chờ chúng ta đi bại vũ hồn đế quốc ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành thê tử của ta về sau ta tất cả thời gian đều dùng đến bồi ngươi có được hay không ngươi ưa thích chỗ nào chúng ta liền ở nơi nào đường tam kéo tiểu vũ hai tay tiểu vũ ta hứng ngươi cầu qua cưới ngươi cũng đã đáp ứng ta yên tâm đi coi như lại khổ lại khó vì để cho ngươi trở thành tân nương của ta ta cũng nhất định sẽ thành công tiểu vũ vành mắt đỏ lên nàng đột nhiên nhào vào đường tam trong ngực xin ngốc nhìn xem hắn ca ta yêu ngươi vì ta ngươi nhất định phải sống sót ngươi nhớ kỹ bất luận ngươi là người, là thần, là quỷ, ta đều sẽ vĩnh viễn đi theo tại bên cạnh ngươi. Ca, lần này, ta thật cảm giác được ta sắp thành vì thê tử của ngươi nữa nha. Đường Tam cười ha ha một tiếng, nói, đó là dĩ nhiên, ta sáu tuổi lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, liền dự cảm đến tương lai ngươi, có có thể trở thành thê tử của ta. Tiểu Vũ Phúc cười một tiếng, nói, ta làm sao nhớ kỹ, chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt, người nào đó bị ta ngã cái ngã sấp, nói đến ta cũng xem như quảng qua thần nhân đây. Đường Tam gãi gãi đầu, nói, khi đó còn nhỏ nha, người nhu thuật lại lợi hại như vậy, quảng liền quảng đi, đánh là thân, mắng lại yêu. Tiểu Vũ, người biết không, ta trong cuộc đời này vui sướng nhất thời gian, liền là theo 6 tuổi đến chúng ta tham gia đấu la đại lục cao cấp côi sư học viện tinh Anh giải thi đấu cái kia đoạn tháng ngày, bởi vì những năm kia, chúng ta vẫn luôn tại cùng một chỗ, trải qua không buồn không lo sinh hoạt. Mỗi ngày có thể cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện, thấy nụ cười của ngươi chính là ta chuyện hạnh phúc nhất tiểu vũ nhẹ nhàng gật gật đầu ta cũng thế màu lam hào quang ngấm dần dập tắt một đời thần vương thần giới ủy viên hội ủy viên trường đường tam thân ảnh cũng theo sạch tích trở nên hư ảo chỉ có cái kia một đôi tròng mắt vẫn như cũ sáng ngời trói mắt tiểu vũ có lẽ ta lại tìm đến ngươi thời điểm ngươi đã quên đi hết thảy quên đi tinh đấu đại xâm lâm quên đi chúng ta hồn sư thân phận quên đi học viện sử lai khác quên đi chúng ta đấu la lớn cũng quên đi ta nhưng này đều không trọng yếu ta chỉ cầu cầu có thể làm cho ta tìm tới ngươi chỉ cần tìm được ngươi ta liền nhất định sẽ dùng chính mình hết thảy tới yêu ngươi nhường ngươi lần nữa trở lại bên cạnh ta để cho chúng ta một nhà có thể đoàn tụ chớ đi đến quá nhanh trở lấy màu lam hảo quang đột nhiên chuyển thịnh hóa thành sáng lạn khói lửa đường tam hư ảo thân ảnh bỗng nhiên biến lớn hắn hướng phía người nhà của mình thần giới chúng thần mỉm cười phất phất tay tiếp theo một cái chớp mắt hắn toàn bộ thân thể bỗng nhiên hướng vào phía trong co lại trong nháy mắt ngưng tụ là một điểm cứ như vậy tan biến tại vũ trụ bên trong ông một thần giới chấn động toàn bộ thần giới đều kịch liệt rung động trong khoảnh khắc thần giới bịt kín một tầng nhàn nhạt hào quang màu đỏ thần vương mất mạng thiên địa đồng bi ba ba một đường vũ đồng bi thiết âm thanh nhào vào đới vũ hạo trong ngực lên tiếng khóc giống đường tam đi một đời thần vương liền mạnh mẽ như vậy tách ra hết thảy đi truy tầm thê tử của hắn toàn bộ thần giới tại đây một cái chớp mắt đều tràn đầy bi thương hắn hoàn thành chính mình trọng yếu nhất sứ mệnh đem thần giới bình an khu vực trở về tại thời khắc gian nan nhất bảo vệ thần giới mà lúc này hết thảy hết thảy đều kết thúc về sau hắn lựa chọn đi tìm kiếm thê tử của mình giải cung bá phụ đường vũ lân cố nén bi ý đi vào quang minh thần vương trường cung uy trước mặt trường cung uy giờ này khắc này cũng là thất vọng mất mát hắn nhận biết đường tam vẫn là tại chúng thần giới diện trước khi bị hắc động thôn vệ nguy cơ thời điểm bọn hắn đã từng là đối thủ sau này là đồng bạn đại gia đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ đem thần giới theo trong hoạt động mang ra lên nỗ lực nhường thần giới trở về đối với đường tam hắn là kính nể nhất là giờ này khắc này thân là thần vương cơ hồ vĩnh sinh bất diệt thần vương đường tam từ bỏ lại là như thế rượu thoát chỉ vì đi truy tầm chính mình yêu nhất đây mới thật sự là tình yêu không chỉ là hắn ở đây mỗi vị thần vương đều đối đường tam nhiều phần thật sâu kính ý để tay lên ngực tự hỏi có thể làm đến điểm này có vài vị vũ lân nén bi thương Trường Cung Uy xem như đi vào trước mặt mình Đường Vũ Lân, than nhẹ một tiếng nói, nói, Đường múa Não gật đầu, nói, giải mã báo phụ, phụ thân ta thật có thể tìm tới mẫu thân sao? Bọn hắn thật có thể trở về sao? Này cần gì điều kiện? Trường Cung Uy trầm giọng nói, phụ thân ngươi dùng từ bỏ thần vương thân thể làm đại giá chuyển thế trùng sinh, nhưng vũ trụ pháp tắc nghiêm xưa kia, cho dù là chúng ta loại tầng thứ này tồn tại một loại chuyển thế, cũng làm mất đi kiếp trước hết thảy, nương tựa theo thần vương thần vị hắn duy nhất có thể làm được liền là giữ lại trí nhớ ngoại trừ trí nhớ bên ngoài hắn mang không đi bất kỳ vật gì mà mẫu thân ngươi bởi vì là thọ hết chết già cho nên liền trí nhớ đều giữ lại không được thân là thần chi bọn hắn duy nhất bảo đảm là chuyển thế chắc chắn vẫn như cũ làm người nhưng chuyển thế đến địa phương nào chúng ta ai cũng không biết có thể là gần trong gang tấc vị diện cũng có thể là xa xôi tận cùng vũ trụ mỗi cái vị diện mẫu thân ngươi là không có trí nhớ kiếp trước cho nên bọn hắn nghĩ muốn trở về Ít nhất cần thỏa mãn hai cái trọng yếu điều kiện, một cái là phụ thân ngươi tìm tới mẫu thân ngươi, đồng thời tại trưởng thành trước đó bảo đảm an toàn, một cái khác thì là hai người bọn hắn lên tu luyện thành thần, tu luyện thành thần, có thể bảo đảm bọn hắn sống sót, nhưng mong muốn tìm về cũng trở lại chúng ta thần giới, cái kia liền cần phụ thân ngươi ít nhất tu luyện tới thần vương cấp độ, một lần nữa trở thành hải thần, các ngươi cũng đừng quá lo lắng, dùng phụ thân các ngươi trí tuệ, chỉ cần hắn có thể tìm tới mẹ của các ngươi, có lẽ vẫn là có rất lớn cơ sẽ trở lại. Dù sao, hắn là mang theo trí nhớ mà đi. Đường Vũ Lân yên lặng gật gật đầu, Đường Vũ Đồng cũng thu liễm tiếng khóc. Trường cung uy đã nói đến rất rõ ràng, có thể là nội tâm của bọn hắn vẫn nặng nề như cũ, chuyển thế trùng sinh sẽ đối mặt cái gì, ai cũng không biết, này tất nhiên sẽ có vô số biến số tồn tại, phụ mẫu đến tột cùng gặp phải cái gì, bọn hắn cũng không rõ ràng, dù cho thân là thần vương cấp độ cường giả, bọn hắn cũng không có khả năng tìm tới chuyển thế cha tốt, Đường Tam chỉ có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình đã từng cái kia phần trí nhớ hiện tại chẳng qua là hy vọng bọn hắn có thể trùng sinh tại cái đối lập hòa bình thế giới có thể thuận lợi lợi tìm tới lẫn nhau trường cung uy trầm giọng nói nơi này sự tình đã xong chúng thần quy vị củng cố thần giới thần giới dựa theo trước đó hải thần thiết lập tọa độ trở về hiên vũ người sơ về long thần cần thành lập thuộc về ngươi thần giới tại thu phê chuẩn bị cẩn thận thành lập thần giới hôm đó chúng ta sẽ trước tới chứng kiến nhớ kỹ ra ra người đối người căn dặn tương lai Hai chúng ta thần giới cũng sẽ cùng nhau trông coi, dùng đấu la liên bang cùng long mã liên bang chỗ giao giới, vì đường danh giới, phân biệt hướng phương hướng ngược nhau phát triển. Đường hiên vũ hướng trường cung uy dẫn đầu thăm hỏi, mặc dù tại bối phận trên trường cung uy so với hắn lớn, nhưng hắn hiện tại đã là giới chi chủ, vì long tộc, cũng vì mình chỗ thống trị thần chỉ, hắn nhất định phải có thuộc về long thần kiêu ngạo. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na chia nhau tiến lên ôm Đường Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, lúc này tất cả mọi người còn đắm chìm trong đường tam rời đi trong bi thương. Các vị thần vương cùng với vừa mới trở thành thần vương Đường Vũ Lân vợ chồng, từng cái lên trở về thần giới, màu sắc rực rỡ thần giới chậm chậm thu lại hào quang, hạ trong nháy mắt, cứ như vậy hư không tiêu thất tại vũ trụ bên trong. Nhìn xem thần giới tan biến phương hướng, nhìn lại một chút trước đó ra ra rời đi địa phương, Đường Hiên Vũ tự nhủ, ra ra, nãy nãi các người nhất định sẽ tìm tới lẫn nhau, một nhất định sẽ trở lại, vô luận các ngươi ở nơi nào, đều nhất định sẽ trở lại. Hết phần 4 ở đây nha mọi người, mình sẽ ra đấu la đại lục phần 5, đường tam trọng sinh ngay sau nhé. Mọi người nhớ đón xem, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. liêm tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.